Rồi em chào cả nhà mình ha. Tiếp tục xả hàng mấy chị ơi, vô like chấm tay giùm em. Có một cái áo 55.000 em đâu có gọi chốt đơn chi chị Nguyễn Hương, một áo em đâu có đi đơn chị. Rồi vô like rồi chấm tay tim lên giúp em mấy chị. Một cái em sale có 55.000 chốt một áo em đâu có chốt đâu. Rồi áo đang mặc xả tiếp 55.000 còn một ít nha. Hôm qua giờ chị nào chưa săn được giờ săn mấy chị ha. Đồng giá 55k một áo em đang mặc nha. Hàng sale đã nói rồi, một áo 55.000 em không đi đơn và mấy chị xuống like có một cái thì em xả hết chứ em không có để nha. Rồi vô like chấm hai tim lên giúp em mấy chị ơi. Em chào chị Kim Xuyến, cảm ơn chị Kim Xuyến nha. Rồi áo đang mặc đồng giá 55, hôm qua giờ ai chưa chốt được lên luôn cho em mẫu này đi mấy chị. Em chào chị Vinh nha. Chào chị Hồ Hạnh, chào chị Phương Trần. Rồi cái bông trắng em đang mặc mấy chị lên cho em là mã bông xanh. Mã bông xanh trắng em còn được một áo size số 1. Mã bông xanh trắng một áo size số 1 giùm em nha. Rồi áo em đang sale đồng giá 55k, xanh trắng size 1 giùm em. Hàng sale 55k còn một cái size số 6 thôi chị Nguyễn Hương ơi. Ví dụ mấy chị lựa hàng sale thì mẫu này không có, phải lựa qua mẫu khác cho đủ đơn em. Chứ còn đã hàng sale thì nó đâu còn cái số lượng để mà mình lựa nhiều đâu. Nè, cái này chị Nguyễn Hương còn một cái nè, một cái qua chị chốt nè, bây giờ số 6 còn mã xanh cam nữa là chị có lấy thì lấy. Đó, cái này cũng của chị nào một cái số 6 đó, là cuối cùng hai chị hai cái rồi cuối cùng không ai lấy được hết rồi, cái nguyên cặp còn y nguyên này. Rồi cái bông xanh trắng em đang mặc là em còn được cái số 1 thôi mấy chị ha, lên mã bông xanh trắng size 1 giùm em. Bông xanh trắng size số 1 giùm em nha. Chấm hai tim lên với em mấy chị ơi. Hôm nay xả rất là nhiều mẫu luôn nha mọi người. Em xả tới hết tuần mà em sẽ qua mẫu cho mấy chị mẫu mới nha. Đồng giá 55k một áo thì em bóc bông ra đó. Rồi cái mã xanh cam nè. Ký cao nhiêu vậy chị Thủy Lê Thị? Rồi hàng em lay là hàng lẻ sai, còn sai gì em đọc sai đó mấy chị chốt nha. Mã bông xanh trắng em còn được một áo size số 1. Mã bông xanh trắng một áo size số 1 chốt lên giùm em. Rồi cái mã bông xanh cam này là em còn được size số 2. À, size số 2, size số 6 mấy chị ơi. Số 2, số 6. Rồi xanh cam này em còn được một cái số 2, một cái số 6 là chị Nguyễn Hương lấy nguyên bộ cặp này số 6 nha. Rồi ok chị Nguyễn Hương. Mẫu da beo đợi tí nha chị. Đơn chị Đặng Hảo hồi trưa là ngày mai mới chốt đơn nha chị ơi. Mai mới chốt đơn. Rồi của chị Nguyễn Hương. Hỏi cái gì hỏi lại đi chị Nhiên Nhiên ơi. Hỏi không thấy thì không trả lời nha chị. Rồi chị Thủy Lê Thị mặc trang size số 5. Rồi mã bông xanh cam em còn được một cái size số 2, chốt xanh cam size 2 giùm em. Xanh cam cho em size số 2. Rồi mã hoa tím này em còn được 123, 1235. Hoa tím 1235 giùm em mấy chị ha. Rồi lên cho em mã hoa tím size 1235. Hoa tím 1235 cho em nha. Hoa tím em còn 1235, chốt giùm em mã hoa tím size 1235. Hoa tím 1235. Rồi cái này lên cho em là mã họa tiết hồng. Họa tiết hồng em còn được size số 3 và size số 4. Bà ba của tim có đồ bộ bông hồi trưa em đang sale 125 một bộ, 3 bộ miệng xếp là mẫu mới đó chị ông Đào, chưa xả quá trời luôn. Rồi lên cho em mã họa tiết hồng em còn được size số 3 với size số 4. Họa tiết hồng 34 của em nha. Bộ màu xanh trên canh 66kg cao nhiêu chị? Cao bao nhiêu chị Cô Lập?
Hoa tím ba em chốt chị Mai Lê. Đồng giá 55k một áo đó chị. Rồi tím ba em chốt chị Mai Lê. Chi 13 là không chốt nữa nè. Chi 13 bữa trước hình như có đơn mà không chốt được phải không chị? Em thấy xả ra một áo hai áo gì đó, không đủ đơn hay gì đó em thấy xả ra. Họa tiết hồng 3. Họa tiết hồng 3 cho chị Trang Võ. Áo đồng giá 55 dùm em nha. Tím hoa tím 5 cho chị Mai Cao. Rồi hoa tím 5 em chốt chị Mai Cao. Chấm hai tim lên cho em chị. Quần em đang mặc là quần giả váy nha, 85k một quần. Họa tiết hồng 4 em chốt chị Mai Cao. Họa tiết hồng 4 chị Mai Cao đồng giá 55k một áo đó chị em. Rồi cho chị Mai Cao. Chấm hai tim giúp em cho chị Gia Bảo. Cho chị cái nào cũng được số 6 hết rồi chị. Mẫu này hết số 6 một chút nữa em xe qua mẫu 69.000 cổ vuông á, có gì size 6 thì mình chốt nha. 75kg vừa nha chị Trần Ngân. Hello chị Thùy Dương. Rồi ai chốt họa tiết hồng nữa lên giùm em. Họa tiết hồng em còn được 3 với 4 mấy chị. Họa tiết hồng size 3 size 4 55k. Rồi cái bông này chốt cho em mã bông đỏ xanh em còn được size số 1 và size số 4 thôi mấy chị ha. Đỏ xanh size 1 size 4 giùm em nha. Rồi chốt cho em cái bông đỏ xanh size 1 và size 4. Bông đỏ xanh giùm em 14. Hello chị Cửu Cửu. Bông đỏ xanh 14 giùm em ha. Rồi đỏ xanh còn 1 với 4. À, cái này chốt cho em mã nhí xanh. Đỏ xanh 4 cho chị Mai Cao. Đỏ xanh 4. Rồi nhí xanh lên giùm em mã nhí xanh em còn được 1 2 4. 1 2 4 giùm em mấy chị. Mẫu đang like đồng giá 55k một áo. Lấy chị bộ bông đen số 3, bộ bông đen 125 giá 125 hay bộ nào chị Nghi Mộng. Rồi nhí xanh giùm em mấy chị, nhí xanh em còn được 1 2 4 nha. Chốt nhí xanh giùm em. Nhí xanh 1 2 4. Đỏ xanh 4 hết rồi nha cô Trần Thiển. Nhí xanh 4 cho cô Trần Thiển. Bộ bông đen số 3 là bộ sale 125 bộ em trên canh đúng không chị? 55kg cao nhiêu vậy chị, gì chị xinh gì 57 đó, cao nhiêu chị ha? Quần em mặc 85 nha. Quần em mặc 85. Rồi nhí xanh em còn được size số 1 và size số 2. Nhí xanh còn được size 1 size 2. À cái bông xanh cam này nè, em còn được một cái số 2 cái số 4 nha mấy chị. Rồi xanh cam cho em size 2 size 4. Xanh cam em còn được 2 với 4. Bông xanh cam size 2 size 4 giùm em nha. Rồi chốt mã xanh cam size 2 size 4, mã xanh cam. Xanh cam 24. Rồi lên cho em mã bông cam sữa. Mã bông cam sữa mấy chị, cam sữa còn được size 1 với size 3. Rồi bông cam sữa em còn được size 1 với size 3. Bông cam sữa 1 với 3 dùm em. Rồi em lấy bộ bông đen sale 125 số 3 em chốt cho chị Nghi Mộng. Chị nào xem bộ beo sale 125 hồi chưa đâu rồi, bấm xem đi rồi em like cho nha. Bộ bông đen có số 3 chị Mai Lê. Bộ này hồi chưa em bán 125 3 bộ miễn ship nè. Còn số 3 đó chị có chốt thì chốt. Rồi xanh cam 4 em chốt chị Mai Cao. Xanh cam 4 chị Mai Cao. Chấm like dùm em ấy chị ơi. Chấm like hạt tim cho em nha. Rồi một bộ bông đen ở ngoài sau số 3 chốt chị Mai Lê. Bông đen cho chị Mai Lê. Bộ xanh ở phía sau là từ từ chị. Để em lên mẫu đó rồi em lên giá luôn nha. Chưa lên mẫu không có lên giá. Chị MB sao chốt cái gì em thấy xả đơn này chị MB. Chị Nguyễn Loan bao nhiêu ký cao như chị? MB hôm qua có chốt đơn gì mà sao em thấy có xả ra ở đây nè, là không đủ đơn xả đơn hay là chị xả bớt hay là sao ha? Mấy chị nè, em nói nghe nè, mấy chị mà lựa hàng sale mà xuống like có một cái là bên em tự động xả đơn chứ không có giữ đơn cho mình đâu nha. Một cái xanh cam. Riêng cái em đang mặc. Chị Nguyễn Loan mặc số 3 mới vừa chị.
Số 3 em còn được có hai cái này. Ủa đâu, số 3 em còn được ba bông này nè chị. Số 3 em còn được họa tiết cam. À gì, cái này là gì, cam sữa. Số 3 em còn được cam sữa chị nha. Cam sữa, hoa tím. Cam sữa, hoa tím giùm em nè. Đây, cái này chị số 3 có chốt được thì chốt lại nha. Cam sữa, hoa tím. Cam tươi. Bông cam tươi giùm em nha. Em chào chị Vinh. Rồi, bông cam tươi em còn được size 1 và size 3. Lên mã bông cam tươi size 1, size 3 giùm em. Bông cam tươi. Rồi, với lại họa tiết hồng nữa chị. Là hết nha. Số 3 em còn 4 bông mẫu này nha. Số 3 em còn được 4 bông. Lấy có một bộ đỏ đô. Họa tiết hồng không còn số 1 đâu nha chị Xuyên Hoa. Rồi, họa tiết hồng em còn được 3 với 4. Rồi, số 3 còn được 4 bông thôi chị Nguyễn Loan nha. Chốt 4 bông này giùm em. Rồi, em qua mẫu. Chấm lại hả tim mấy chị. À đây, à, cúc đỏ giùm em ha. Cúc đỏ em còn được size số 2. Hoa tím size ở đây số 5 em còn cặp size 5 nè. Chị nào size 5 chốt. Số 5 em còn hoa tím với hoa xanh lá. Đó, mấy bà chị cứ một cái, một cái, một cái không nè. Chốt đơn rồi là đi đơn rồi nha chị Kim Thoa. Chị Kim Thoa là đơn nào, đơn hồi nào? Rồi, cái này lên cho em mã bông xanh lá size số 5 giùm em. Mã bông xanh lá size 5. Bông xanh lá size 5 cho em nha. Chị Kim Thoa đặt nào, hàng hồi nào chị? Rồi, em đang xả 55k một áo nha. Rồi, xanh lá em còn được size số 5. Chốt em mã xanh lá size 5. Hoa cúc đỏ em còn được size số 2. Rồi lên em mã hoa cúc đỏ size 2. 2-3 ngày trước. Gọi chốt đơn cho địa chỉ chưa chị Kim Thoa, bấm cái số alo 5 số cuối lên giùm em đi chị. Chị bấm 5 số cuối lên giùm em đi, em kiểm tra đơn cho nha. Cúc đỏ em cứ còn size số 2 thôi, tím 5 em chốt cho chị Trúc Quỳnh. Rồi, tím 5 cho chị Trúc Quỳnh. Cam sữa, cam tươi số 1 cho chị Xuyên Hoa. Một cam sữa, một cam tươi. Rồi, số 1 cho chị Xuyên Hoa. Của chị là hai bộ hay là hai áo? Hồi chưa gọi chốt đơn, chị kêu hai áo miễn ship đúng không? Một cái 45.000, cái 55.000, đòi hai cái miễn ship đúng không chị Kim Thoa? À, đơn chị xả rồi nha. Trời ơi, bà mua hàng sale. Một áo 45, một áo 55 mà đòi miễn ship, mới đi đơn ai bán cho bà? Nghe là mấy đứa nhân viên em nó nghe xong rồi nó tắt máy ngang luôn, không thèm trả lời chị luôn á. Đó. Một cái áo 90 ngàn người ta bán cho mình còn có 45, 55 mà còn đòi miễn ship, mà có hai áo còn đòi miễn ship nữa. Nên nó tắt máy ngang không thèm trả lời chị luôn á. Sợ luôn. Rồi lên giùm em đi mấy chị ơi, họa tiết hồng cam với xanh C3. Không có xanh em ơi. Họa tiết hồng. Nè số 3 giờ còn 4 bông này nè, em lấy không nào. Nè số 3 nha. Số 3 chỉ còn được hoa tím nè, cam sữa nè, cam tươi nè, với lại họa tiết hồng. Đó, số 3 chỉ còn 4 bông này, em lấy bông nào. Rồi cúc đỏ 2 chốt chị Ngọc Hà. Cúc đỏ 2 chị Ngọc Hà nè. Mét 58, 55kg, 58 mặc số 2 giùm em nha. Đúng rồi, cổ tim nút thắt chị. Cổ tim nút thắt chị. Rồi được chưa, mấy chị có xem qua bộ sale 125 mà ba bộ miễn ship không thì em lên luôn, không thì em sale qua áo lẻ cổ vuông cho mấy chị ha. Rồi bông đen em còn được cái số 1. Áo hoa cúc đen em còn được một cái số 1 nè. Hoa cúc đen em còn được một cái số 1, mấy chị chốt cúc đen 1 giùm em nha. Rồi cho em mã cúc đen size 1.
bỏ hoa tím mấy ba hoa này rồi cho chị em. Chấm lai hả tim em đi chị ơi. Cam sữa ba em chú chị Mai Lê. Rồi cam sữa ba cho chị Mai Lê. Hello chị Thanh Ly. Hello chị. Rồi khoa mẫu này cho em đi chị. Chấm lai hả tim lên giùm em ha. Mẫu này xả luôn cho mấy chị là giá. Ôi hello chị Lạnh Lê nha. Quá trời sốc. Rồi chấm like tim lên đi giúp em đi mấy chị ơi. Xả luôn cho mấy chị. Áo này 69k lên liền. Lên nhanh lên gấp không tôi hết nha mấy chị. Rồi 69k lên luôn giùm em mẫu này nha. Đồng giá 69k giùm em. Quá trời đất đẹp. Rồi mã bông xanh đen đi mấy chị. Mã bông xanh đen kèm size cho em nha. Bông xanh đen kèm size. Ồ, bông xanh đen cho em đi mấy chị nha. Kèm size giùm em ơi. Rồi đồng giá 69k chốt luôn nha chị. 6. Để em bóc size xuống nha. Lên cho em cái bông xanh đen đồng giá 69k lên luôn mấy chị ơi. Xanh đen, xanh đen. Hôm nay ai không chốt phí cuộc đời nha mấy chị ơi. Quá trời xuất sắc rồi. Xuất sắc mà còn rẻ nữa chứ. Rồi em bóc size xuống nữa nha. Ở cái áo em đang mặc là cái mẫu bộ xanh treo ở giữa đó mấy chị. Áo đang mặc là mẫu bộ xanh treo ở giữa. Rồi 69k lên luôn mấy chị ơi. Quần giả váy có màu đen nha chị. Rồi bông xanh đen cho em nè. Xanh đen em còn được size 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ủa 4 đâu trời. 5. À 4 đây, 4 đây. Rồi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Chốt luôn đi mấy chị ơi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Xanh đen 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lên cho em mã xanh đen 1, 2, 3, 4, 5, 6. 69k thôi. Xanh đen 4 cho chị Trần, cho cô Trần Thủy. Xanh đen kèm size giùm em 1 2 3 4 5 6. Đồng giá 69k một áo. Cẩm nguyên hai cái số 6 cái nào cũng được hả chị? Rồi lấy chị một cái hồng một cái xanh nha. Một cái hồng một cái xanh. Rồi cẩm nguyên hai áo số 6. Một hồng một xanh cho chị nha. Áo mặc mã xanh đen đi mấy chị, đồng giá 69k lên luôn mấy chị ơi. Xanh đen 6 cho chị Nguyễn Hương. Rồi xanh đen kèm size cho em 1 2 3 4 5 6. Rồi hết 6 rồi mấy chị ha. 1 2 3 4 5 đồng giá 69k. 1 quần giả váy đen số 3 cho chị Mai Lê ok chị. Giả váy đen 3 chị Mai Lê. Lấy cho một cái nặng 70kg. Một cái gì chị? Cái mã bông gì mới được? Mã sản phẩm là gì mới được nha chị? Thêm một cái xanh đen số 5 cho cô Trần Thị. Xanh đen 3 chốt chị Hình Hiền. Hello chị Hình Hiền nha. Xanh đen 3. Rồi cho chị Hình Hiền. Hai quần đen ống xéo size mấy chị Nguyễn Hương?
Size mấy chị lên cái size giùm em với. Rồi cái áo xanh đen này mấy chị nào muốn thích phối với quần màu xanh đen ha. Thích phối quần xanh đen quần màu á thì em có quần xanh đen ống xéo và quần xanh đen ống váy luôn. Ha, chị nào muốn lấy quần xanh đen thì bấm quần xanh đen kèm cái kiểu ống quần lên giùm em nha. Rồi xanh đen ống xéo và xanh đen ống váy giùm em. Quần giả váy màu đen 70kg hả chị? 70kg thì chốt cho em là quần váy đen số 5 nha. Chị Nguyễn Nương ơi, hai quần đen ống xéo size mấy? Kèm size giùm em. Rồi áo em đang mặc nha, quần ống xéo màu xanh đen, quần váy màu xanh đen. Lên cho em mã áo bông xanh đen size 1 cho tới size số 5. Rồi bông xanh đen 1, 2, 3, 4, 5 đó chị. Lên cho em mã bông hồng phấn. Bông hồng phấn. Hồng phấn kèm size giùm em. Hai quần đen ống xéo size 2 chốt chị Nguyễn Nương. Rồi lên cho em áo hồng phấn size 1 cho tới size 6 mấy chị. Mã hồng phấn kèm size giùm em từ 1 tới 6. Rồi chốt mã hồng phấn cho em nha. Hồng phấn 1, 2, 3, 4, 5, 6 cho em mã hồng phấn. Chị Nguyễn Hương hai quần đen ống xéo rồi nè. Quần giả váy đen nặng 50kg. Chị Văn Hùng ơi, đơn chị là chốt hồi tối hôm qua phải không chị? Chị MB ơi, là chị chốt quần đen nặng 70kg hay là 70.000 vậy? Quần váy là 85 giùm em nha. Quần váy 85. Chị Văn Hùng là đã chốt đơn nghe máy giùm em chưa ha? Một quần đen ống xéo size 5 cho cô Trần Thiện. Rồi áo mặc lên mã bông hồng phấn cho em chị. Size 1 tới size số 6. Em lên từng bông một, chị Thanh My theo dõi bông giùm em nha. Chị Xuân yêu thương chốt hàng thì lựa bông giùm em chị, đừng chốt ba cái em không biết cái nào mình ok, em không biết đâu. Mình lựa bông cho em đi ha. Mấy chị tự lựa về, mấy chị còn không thích nữa biểu em lựa, nhiều khi rồi về lựa rồi về không đúng ý mấy chị sao? Hồng phấn 4 cho chị Ngọc Hà. Lên mã bông hồng phấn kèm size cho em từ 1 cho tới 6. Rồi một quần đen ống váy size 5 em chốt chị MB. Số 5 nha, 70kg mặc số 5. 70kg mặc số 5 nhìn em chị Mimi. 70kg cao bao nhiêu chị? Rồi áo hồng phấn kèm size cho em 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mẫu em đang like là áo xả cho mấy chị 69k nha. Hồng phấn kèm size từ 1 tới 6 nhìn em. Rồi chốt lên cho em mã bông đỏ cam ở trên canh nè. Áo này chốt mã đỏ cam giùm em nha, là áo em treo trên canh đó, phối với quần váy màu xanh lá đó. Rồi bông đỏ cam kèm size cho em từ 1 tới 6. Bông đỏ cam cho em size 1 tới size 6. Lên cho em mã bông đỏ cam mấy chị ha. Rồi chốt áo bông đỏ cam kèm size 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mã bông đỏ cam size 1 tới size 6 giùm em nha. Đỏ cam kèm size 1, 2, 3, 4, 5, 6 mấy chị. Là đơn chị Văn Hùng chị chốt hồi nào vậy chị Văn Hùng ơi? Đơn chị là tối hôm qua đúng không? Tối hôm qua là ngày nay gọi chốt đơn rồi là hàng không có dồn được nha chị. Đơn chị là nhân viên em gọi chốt đơn lấy địa chỉ chưa? Hồng phấn 3 chốt chị Thanh My. Em chờ chị Ánh Tuyết nha. Hồng phấn 3 cho chị Thanh My. Rồi áo em mặc lên cho em mã bông đỏ cam đi mấy chị. À cái gì? Mã bông xanh cam nhìn em nha. Rồi bông xanh cam em có cho mấy chị là phối với quần màu xanh lá. Quần màu xanh lá ống xéo hoặc ống váy giùm em luôn. Rồi chị nào thích áo này thích phối nguyên bộ như trên canh á. Nguyên bộ như trên canh em treo đó. Quần váy xanh lá hoặc quần ống xéo màu xanh lá cho em nha. Đó. Rồi áo đang mặc lên mã xanh cam size 1 cho tới size số 6. Xanh cam kèm size 1 tới 6 mấy chị. Xanh cam kèm cái size lên chị Thanh My. Chưa lấy địa chỉ vậy là chị gọi không nghe máy rồi chị. Xanh cam 6 em chốt chị Thùy Dương. Đơn chị đặt là hồi tối hôm qua đúng không chị Văn Hùng ơi?
Hồi tối hôm qua bên em gọi chốt đơn hết rồi, vậy là chị không nghe máy rồi đó. Xanh cam sáo em chốt chị Thùy Dương. Chị đặt hồi trưa hả? Online hồi trưa thì chưa gọi chốt nha. Rồi xanh cam 2 em chốt cho chị Kim Xuyến. Áo mặc lên mã xanh cam giùm em nha. Rồi xanh cam 2 cho chị Kim Xuyến. Áo em đang trả đồng giá 69 cam đó chị. Xanh cam 3 cho chị Thanh My. Rồi xanh cam 3 em chốt chị Thanh My. Xanh cam 4 cho chị Hạnh Điệp. Xanh cam 4 cho chị Hạnh Điệp. Áo đang mặc mã bông xanh cam giùm em nha. Đợi em tí xíu nha chị. Rồi xanh cam 4 em chốt cho chị Hạnh Điệp. Xanh cam 4 lấy quần ống xéo màu gì chị Ngọc Hà, kèm cái màu quần nhìn em ha. Xanh cam 4 quần xanh lá ống xéo hay sao chị, kèm màu quần lên giùm em với. Xanh cam 4 chị BNH6 lên số alo giùm em ha. Không nghe chị Văn Hùng ơi, hàng mình mua hàng sale không có miễn ship nha chị. Rồi cho em mã xanh cam. Xanh cam 4 cho cô Trần Thị. Chốt mã xanh cam nha em với chị. Cái ship đồng giá 25k trên một đơn. Chị Ngọc Hà ơi, chị lấy quần ống màu gì chị? Muốn xéo màu gì? Rồi xanh cam kèm size cho em 1, 2, 3, 4, 5, 6. Áo đang mặc sale đồng giá 69k với chị. Lên cho em mã bông. Mã hoa giùm em nè. Áo này chốt giùm em mã hoa kèm size. Size số 5 nha chị MB. Rồi chị BNH6 á chị. Là chị bao nhiêu ký, cao bao nhiêu ha. Rồi em chốt cho chị Ngọc Hà một cái áo xanh cam số 4, một quần ống xéo màu xanh lá. Ok chị Ngọc Hà. Áo em mặc lên cho em mã hoa đi mấy chị. Mã hoa kèm size từ 1 cho tới 6. Chị Phan Thị Ánh, áo xanh cam kèm giùm em cái chiều cao cân nặng hoặc là kèm cái size lên cho em nha. 68kg cao như chị tùy. Chị BNH6 ơi, chị ơi cho em cái chiều cao cân nặng luôn đi chị. Mình khách mới á. Không có bông chân không lưới nha chị. Rồi áo em mặc lên cho em mã hoa. Hoa kèm size 1, 2, 3, 4, 5, 6 thì em chốt mã hoa cho em nha. Mã hoa. Rồi em chốt cho chị BH6 một cái mã xanh cam 4. Xanh cam 4. Rồi hết mã xanh cam 4 rồi chị ơi. Rồi xanh cam 4 em hết nha. Chị MH6 không có, chọn qua bông khác giùm em lên. Ở Quảng Cái nè. Của ai xả đơn nè. Rồi ok chị. BNH6 có nha. Xanh cam 4 hết rồi chị Giang Ca. Một áo xanh cam size mấy kèm cái size lên giùm em chị Phan Thị Ánh. Chị mua rồi nhưng em đâu có nhớ size của mình đâu. Mình kèm size lên giùm em. Áo mặc lên mã hoa mấy chị. Áo mới cởi ra là mã xanh cam chị Tấn Phát. Mã bông xanh cam giùm em chị. Rồi xanh cam em còn được 1, 2, 3, 5. Xanh cam em còn size 1, 2, 3, 5. Chị Hồng Trung mặc số 3 giùm em nha. Hồng Hạnh lấy cho em size số 3 chị. Cái này là mã xanh cam giùm em. Hoa 3 em chốt cho chị Nguyễn Thanh My. Hoa. Áo mặc mã hoa nha chị. Hoa 3 cho chị Nguyễn Thanh My. Hoa 3 em chốt cho chị Huỳnh Huyền.
mã hoa kèm size dùm em. Hoa ba cho chị Hình Huyền, xanh cam một em chốt cho chị Tấn Phát. Xanh cam một cho chị Tấn Phát nè. Các chị lâu lâu mình chấm like hả, thêm giúp em nha. Xanh cam một rồi cho chị Tấn Phát có đường. Áo mặc lên mã hoa dùm em ha. Hoa 4 em chốt chị Ngọc Hà. Hoa kèm size từ 1 tới 6 nha. Hoa 4 rồi cho chị Ngọc Hà. Mai gọi chốt đơn thì mình dặn dùm em chị Văn Hùng nha. Xanh cam số 5 chị Tùy lên dùm em số alo. Chị Phan Thị Ánh lên số alo lại dùm em. Chị Phan Thị Ánh có đơn hồi trưa hả chị? Hồi trưa hơn nè. Để em biết em cho dồn đơn. Rồi chị Tùy á, chấm lên dùm em cái chiều cao cân nặng. Á quên, chị lên dùm em cái alo đi chị. Chị Tùy lên dùm em cái chiều cao cân nặng với cái số alo dùm em nha. Rồi áo mặc cho em mã hoa kèm size từ 1 cho tới 6. Lên cho em mã bông xanh ngọc. Áo bông xanh ngọc kèm size vậy nè. Đơn hôm kia là gọi chốt đơn là hàng đi rồi, có gọi cho chị chưa? Nếu mà chị kêu chưa gọi là đơn chị gọi nghe máy xả hàng rồi đó. Ngày hôm kia là đơn đâu có còn ở đây nữa chị. Chị lên số alo chị lại dùm em đi chị Phan Thị Ánh thôi em coi vậy là. Nếu mà hôm kia mà chị kêu chưa gọi hả? Là đơn chị xả rồi đó, gọi nghe máy xả rồi đó chị. Rồi lên cho em mã bông xanh ngọc. Bông xanh ngọc kèm size 1, 2, 3, 4 dùm em nha. Rồi xanh ngọc em còn 1, 2, 3, 4, 6. Xanh ngọc 1, 2, 3, 4, 6. Rồi chị không có đơn đâu chị Phan Thị Ánh ơi. Gọi không nghe máy là xả hàng rồi đó chị. Chú em mã bông xanh ngọc với mấy chị. Bông xanh ngọc em còn được 1, 2, 3, 4, 6. Bông xanh ngọc 1, 2, 3, 4, 6 nhìn em nha. Rồi chốt cho em mã xanh ngọc 1, 2, 3, 4, 6. Áo này lên cho em mã đỏ cam. Mã đỏ cam kèm size. Rồi lên cho em mã đỏ cam mấy chị ơi. Đỏ cam kèm size cho em từ 1 tới 6. Rồi mã bông đỏ cam 1, 2, 3, 4, 5, 6 nhìn em nha. Chốt cho em mã đỏ cam. Đỏ cam từ 1 tới 6 đi mấy chị. Đỏ cam 1, 2, 3, 4, 5, 6. Em chào chị Thanh Hà nha. Mẫu em đang like áo sale đồng giá 69k mấy chị nha. Rồi cái đang mặc chốt cho em mã đỏ cam. Xanh ngọc 2 em chốt cho chị Nguyễn Hương. Rồi ngọc 2 cho chị Nguyễn Hương. Áo mặc mã đỏ cam nè em với chị. Cái áo nào có quần phối thì em sẽ phối, còn cái nào em không có quần phối lên thì mặc chiếc quần đen hoặc quần trắng nha chị Di Huy Phạm. Mã đỏ cam nhiều em ha. Bông xanh ngọc 2 em chốt cho chị Ly Phan. Áo em đang sale đồng giá 69k. Rồi Nguyễn Hương. Xanh ngọc 2 cho chị Ly Phan. Chị Hằng Nguyễn lên cái alo dùm em chị Hằng Nguyễn. Xanh ngọc 4 dồn đơn khỏi gọi. Đơn của mình hồi nào vậy chị Hồng Phạm? Xanh ngọc 4 cho chị Hồng Phạm. Mấy chị và kêu dồn đơn em nói nghe. Em làm like trong này mấy đứa chốt hàng ngoài kia. Đơn ai chốt rồi đi rồi em không có biết được. Mấy chị kêu dồn thì em ok. Nhưng mà còn hàng ở đây thì em mới dồn cho được. Còn mà hàng đã đi đơn rồi là không có dồn được nha mấy chị nha. Đỏ cam 3 cho chị Thanh Hiền. Áo em mặc lên mã đỏ cam mấy chị. Rồi đỏ cam 3 cho chị Thanh Hiền. Chị Hằng Nguyễn lên cái alo dùm em nha. Hằng Nguyễn ơi, Hằng Nguyễn cái alo dùm em. Rồi bông đang mặc chốt em mã đỏ cam đi mấy chị. Đỏ cam size 1 cho tới size số 6.
đỏ cam kèm size 1 2 3 4 5 6 giùm em nha. Lên cho em mã bông xanh lá. Ủa cái xanh này là xanh gì? Cái này là xanh rêu. Rồi bông rêu giùm em ha. Bông rêu em còn được 1 2 4 6. Rồi bông rêu 1 2 4 6 giùm em nha. Chế mã bông rêu size 1 2 4 6. Một quần đen ống xé số 2 chị Ly Phan, ok chị. Lên mã bông rêu. Hồi trưa áo dài rồi, ok chị Hồng Phạm. Rồi chốt em mã bông rêu mấy chị. Bông rêu em còn được 1 2 4 6. Bông rêu 1 2 4 6 cho em nha. Rêu 6 chị Thùy Dương. Rêu 1 2 4 6 em mấy chị. Rêu 1 2 4 6. Đơn chị Thùy Linh là dặn gửi luôn khỏi gọi đúng không chị? Xanh ngọc 4 cho chị Thùy Linh. Rồi xanh ngọc 4 chị Thùy Linh. Bông rêu em còn được 1 2 4. Bông rêu size 1 2 4 giùm em nha chị ơi. Không còn số 3 chị Mai Lê, thích thì lấy số 4, vậy có rộng thì nhấn bên lại nha. Kim Hoàng Nguyễn Thị, bông rêu size 4. Một bông rêu 4 em chốt chị Kim Hoàng. Rồi bông rêu 1, 2, 4 dùm em đi mấy chị. Em chào chị Thu Trang. Rêu 2 với 4 em chốt chị Ngọc Hà. 1 rêu 2, 1 rêu 4. Rồi cho chị Ngọc Hà, ok chị. Áo em mặc cái mã rêu nghe mấy chị, đồng giá. Đồng giá 69k. Rêu 2 chốt cho chị Văn Hùng. Rồi rêu 2 chị Văn Hùng. Chấm like hả tim đấy chị ơi. Rêu 2 cho chị Văn Hùng nè. Coi lại xanh ngọc rồi thanh mi đợi em tí nha. Rồi cho chị Văn Hùng. Hoa 2 rêu 2 cho chị Thu Kem. Một mã hoa, một mã riêng. Rồi một hoa một riêng size 2 chốt chị Thu Trang. Riêng 6 hết rồi nha chị Kiều Diễm. Riêng 2 cho chị Thủy Lê. Riêng em còn được 1, 2 với lại 1, 2 giờ 1, 2 thôi mấy chị ơi, hết luôn rồi đó. Hết 4 luôn nha. Rồi riêng em còn được 1, 2 thôi nha. Bông riêng em còn được size 1 với size 2. Áo đang mặc xả đồng giá 69 với chị. Riêu 2 với chị Phương Trần. Rồi riêu đang mặc em còn được 1 với 2 thôi mấy chị nha. Đúng rồi chị Văn Hùng. Rồi riêu 2 cho chị Phương Trần. Một riêu 2 chốt chị Kim Xíu Nguyễn. Riêu 75kg hết rồi nha chị Phương ơi. Một xanh riêu một mã hoa size mấy vậy chị Ngọc Điệp? Kèm cái size lên giùm em ha. Kèm cái size lên giùm em. Rồi cái mã bông này là mã xanh ngọc cho em nè. Xanh ngọc em còn được size 123, 12346. Xanh ngọc 12346 giùm em. Rồi xanh ngọc 12346. Xanh ngọc 12346 mã xanh ngọc. 165kg cao như chị Ngọc Điệp ơi. Cho em cái chiều cao với chị. Đơn của mình đang đi đó chị Hương Huỳnh. Chờ nhận hàng giùm em nha chị nha. Hàng đi thì nhanh chậm, mới 3 ngày thì cũng chưa là nhanh, cũng chưa là chậm đâu chị. Hàng đi nó dao động từ 2 ngày tới 3 ngày là nhanh, chậm thì 4-5 ngày đó là bình thường chị nha. Chờ giùm em ha. Chị Tùy không lên được số alo, không có đơn chị ơi. Rồi xanh ngọc nè, chị Thanh My có chốt lên em mã xanh ngọc nha chị. Rồi lên cho em mã hồng dâu. Một xanh riêu một mã hoa size số 4. Ngọc Điệp ơi, mã hoa 4 em còn mà xanh riêu 4 em hết rồi, chốt chị trước một áo được không? Rồi chị lựa bông khác nha.
chứ mẫu mẫu bông em đang mặc hết cái mẫu riêu 4 rồi nha. Rồi lên giùm em mã hồng dâu. Hồng dâu kèm size cho em từ 1 tới 6 đi mấy chị. Rồi hồng dâu size 1 2 3 4 5 6. Cho em mã hồng dâu 1 2 3 4 5 6 nha. Lên mã hồng dâu giùm em. Hồng dâu 1 2 3 4 5 6. Chốt cho em mã hồng dâu mấy chị. Chốt với chị trước một cái được không? Ngọc Điệp được thì ok em chốt nha. Đồng giá 69k chị Tiết Tiết. Rồi hồng dâu giùm em đi mấy chị ha. Hồng dâu 3 cho chị Thanh My. Áo này là giá bán 100 đó mấy chị, đây giá có 69k thôi đó. Hồng dâu 3 cho Thanh My. Rồi lên cho em mã hồng dâu kèm size. Hồng dâu kèm size từ 1 tới 6, mã đỏ cam là mã này nha chị Tiểu Diễm. Rồi bông này là chốt cho em mã bông đỏ cam nha. Mã bông đỏ cam kèm size cho em từ 1 tới 6. Mã bông đỏ cam, hồng dâu 2 cho chị Thủy Lê. Áo đang mặc cái mã hồng dâu giùm em. Hồng dâu 2 cho chị Thủy Lê. Rồi em chốt cho chị Ngọc Điệp một cái mã hoa size số 4. Một cái mã hoa 4 cho Ngọc Điệp. Áo mặc lên mã hồng dâu. Rồi hồng dâu kèm size xanh ngọc đây chị. Rồi chị đã chốt áo xanh ngọc lên áo xanh ngọc giùm em nha. Xanh ngọc kèm size 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ở không, xanh ngọc còn 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 6 mấy chị. Mã hoa 3 em chốt chị Trúc Trịnh. Hoa 3. Rồi hoa 3 em chốt chị Trúc Trịnh. Hồng dâu 2 chị vừa không? Ủa chứ hồi nãy cho hồng dâu số 2 chị chốt. Sao chị em hỏi chị Phương Trần? Mẫu này số 2 chị vừa chứ. Sao lại cái hoa riêu size số 2 chị chốt mà cái này là chị lại hỏi. Rồi cái này xanh ngọc cho em nha, cái mặt lên trên mã hồng dâu. Lên tiếp cho em mã bông xanh nhạt đi mấy chị. Bông xanh nhạt kèm size như em 1 tới 6. Xanh nhạt 1 2 3 4 5 6. Rồi chốt mã xanh nhạt giùm em nha. 72kg mẫu này mặc cho em size số 6 thì chị Đặng Hảo. Rồi chốt em mã bông xanh nhạt mấy chị nha. Xanh nhạt kèm size giùm em 1 2 3 4 5 6. Mã bông xanh nhạt 1 tới 6 em mấy chị. Rồi chốt giùm em mã xanh nhạt size 1 tới size số 6. Hồng dâu 2 cho chị Phương Trần. Mẫu này mặc size số 6 giùm em chị Đặng Hảo, 72kg lấy số 6 cho em nha. Hồng dâu 2 cho chị Phương Trần. Bông xanh nhạt giùm em nha. Xe 1 tới xe số 6. Xanh nhạc 5 cho chị Trần Vàng. Mã bông xanh nhạc giùm em nha chị. Nhạc 5 đi chốt chị Trần Vàng. Hồng dâu 3 cho chị Trúc Trịnh. Hồng dâu 3 rồi cho chị Trúc Trịnh. Chấm lai hả tim cho em nha chị ơi. Đi đơn từ hai áo nha mọi người. Rồi xanh nhạc 3 cho chị Thanh My. Xanh nhạc 3 cho chị Thanh My. Hồng dâu 5 em chốt chị Trần Vàng. Rồi một mã hồng dâu 5 cho chị Trần Vàng. Cái chị chấm tay hả tim mấy chị ơi. Áo em mặc là mã bông xanh nhạt ha. Bộ 125 chờ em một tí nha. Cái mặt lên cho em mã bông xanh nhạt. Rồi hồng dâu 5 cho chị Trần Vàng. Hồng dâu 2 cho chị Kim Xí Nguyễn. Xanh nhạc kèm size cho em từ 1 tới 6.
Hồng dâu 2 cho Kim Xuyến Nguyễn. Rồi. Xanh nhạt kèm size 1.6 mấy chị. Nên cho mấy chị bông cuối cùng là chốt mã xanh lá cho em nha. Rồi mã bông xanh lá em còn size 1, 2, 3, 4, 5. Bông xanh lá size 1, 2, 3, 1, 2, 3. Rồi xanh lá 1, 2, 3, 4, 5 nhiều em mấy chị ơi. Thứ ba còn có 1 cái thôi. Xanh lá 1, 2, 3, 4, 5 cho em mã bông xanh lá size 1, 2, 3, 4, 5. Số 6 đi Kiều Diễm. Mẫu này chị mặc số 6 cho em nha. Rồi chú em mã xanh lá em còn được 1, 2, 3, 4, 5. Màu hồng 65kg, cao như chị Hồng Mơ. Cho em cái chiều cao ha. Rồi chú em mã bông xanh lá mấy chị. Bông xanh lá em còn 1, 2, 3, 4, 5. Mã bông xanh lá cho em size 1, 2, 3, 4, 5 nha. Áo vàng sau lưng cũng 69 luôn nha chị Vi Phương. Chị nào xem mẫu đó thì em lên luôn cho mấy chị. Rồi bông xanh lá size 1, 2, 3, 4, 5. Rồi em đưa lại bông mẫu này lượt cho mấy chị rồi em qua mẫu nha. Xanh lá 1, 2, 3, 4, 5 dùm em. Xanh lá 3 cho chị Thanh Hiền. Rồi em hết xanh lá 3 nha mấy chị. Xanh lá còn được 1, 2, 4, 5. Xanh lá 1, 2, 4, 5. Lá 4 em chốt cho chị Ngọc Điệp. Rồi lá 4 cho chị Ngọc Điệp. Lá 4 em chốt cho chị BLH6. Rồi em hết xanh lá 4 luôn ha. Xanh lá em còn được 1, 2, 5 nữa chị. Xanh lá 1, 2, 5 hết xanh lá 3 chị Cảnh Hồng. Đó đang mặc là mã xanh lá chị ơi, mà hết xe số 6 rồi nha chị Diễm ơi. Rồi em đưa lại bông nè. Chị Thanh Xuân lên số alo dùm em chị. Mà lá 4 hết rồi nha mấy chị nha. Lá 4 hết rồi em đưa lại bông. À, bông xanh lá đang mặc là em còn được 1, 2 với 5. Rồi bông này mã bông xanh ngọc dùm em còn size 1, 2, 1, 2, 3, 4, 6. Xanh ngọc em còn được 1, 2, 3, 4, 6. Đỏ cam em còn đủ size mấy chị. Đỏ cam đủ size cho em từ 1-6. Đỏ cam đủ size cho em 1-6 nha. Xanh nhạt đủ size dùm em từ 1-6. Chú em mã bông xanh nhạt. Rồi xanh nhạt đủ size 1-6 mấy chị. Lạnh gì mà không hết được rồi. Rồi lên cho em mã bông xanh nhạt size 1 cho tới size số 6. Chị Thanh Xuân lên số điện thoại mới chốt đơn nha chị ơi. 65kg 1m6 hả chị? 65kg 1m6 em hết xanh lá rồi chị mặc số 4 nha. Nhưng mà em hết xanh lá rồi. Còn hồng là chị lấy hồng dâu hay là hồng phấn ha, để em biết nha. Rồi cái này mã bông xanh nhạt dùm em ha. Áo đang mặc hết số 3 rồi nha chị Xuân yêu thương ơi. Đỏ cam 6 em chốt cho chị Diễm. Dồn đơn hồi trưa đúng không chị? Rồi đỏ cam 6 cho chị Diễm. Thanh Xuân ơi lên số điện thoại chị. Không có số điện thoại em không chốt đơn được nha. Rồi đỏ cam 6 cho chị Diễm. Em đang mặc số 1 nha chị nha. Áo này chốt mã đỏ xanh giùm em luôn. Cái gì? Cái này hồi nãy em lên là cái gì? Nãy em lên áo này là cái gì ta? Rồi đỏ xanh đi mấy chị. Rồi đỏ xanh kèm size từ 1-6. Không chị hết xanh lá 3 rồi chị Cẩm Hồng. Rồi đỏ xanh size 1-6 cho em nha. Đỏ xanh em còn size từ 1-6 mã đỏ xanh. Rồi áo này lên mã hoa cho em ha. Hoa em còn 1-2-3-4. 1-2-3-4. Rồi mã hoa em còn được 1-2-3-4 ha mấy chị. Hoa size 1-2-3-4 giùm em. Rồi cho em mã hoa size 1234. Xanh lá 2. Xanh lá 2 em chốt cho chị Ngọc Hà. Mã hoa size 1234 cho em đúng chị ơi. Rồi lá 2 chị Ngọc Hà. Rồi cho em mã hoa em còn được 1234 chốt cho em mã hoa. Áo này chốt cho em mã bông xanh đen. Mã bông xanh đen còn size 12345.
Rồi bông xanh đen size 1, 2, 3, 4, 5 dùm em nha. Mã bông xanh đen 1, 2, 3, 4, 5 đồng giá 69k mấy chị. Bông xanh đen size 1, 2, 3, 4, 5. Chị Linh Trúc bao nhiêu ký, cao bao nhiêu vậy chị Linh Trúc? Linh Trúc bao nhiêu ký, cao nhiêu chị ơi, em coi số 1 mặt dừa không nha. Em sale là không có bao đổi trả, chật rộng không có bao đổi trả nha mấy chị. Tự xử lý giùm em ha. Rồi chị Thanh Xuân là em chốt cho chị được một cái áo xanh ngọc size 4 thôi nha chị. Ngọc 4 em chốt chị Thanh Xuân. Bộ bà ba, bộ bà ba có nha chị, nhưng mà em có bộ bà ba bông thôi, bà ba màu hết. Mã hoa size 4 cho chị Kim Hoàng. Rồi hoa 4 em chốt chị Kim Hoàng. Chị Xuân yêu thương mặc số 3, nhưng mà áo em mặc hết số 3 rồi chị, bạn chốt bông khác đi chị, bông em mặc hết rồi mà. Rồi mã bông xanh đen kèm size cho em 1, 2, 3, 4, 5. Bông xanh đen 1, 2, 3, 4, 5. Rồi áo này mấy chị lên cho em mã hồng phấn size 1 cho tới size số 6. Mã hồng phấn kèm size cho em 1 tới 6. 50kg m51 chốt số 2 dùm em nha chị. Hồi trưa chị Thanh Xuân không có đơn nha chị ơi. À chị Thanh Xuân hả, chị bấm dùm em đủ 10 số lên đi chị Thanh Xuân. Bên phở bò mấy chị nhắn đủ 10 số cho em để em lưu số nha. Bên top top người ta mới nhắn 5, mới nhắn 9 số bỏ số 0. Hàng này cái số của chị nó không lưu lại hoài, em cứ hỏi số hoài luôn. Chị Thanh Xuân lên đủ số 10 số giùm em chị. Rồi mã hồng phấn cho em mấy chị ơi. Thanh Xuân gõ đủ 10 số thì em đừng có bỏ số 0, đừng có vô chữ A còng gì hết trơn luôn á nha. Áo em mặc size số 2. Áo em mặc là mã xanh lá size 2. Hết rồi chị ơi, hết xanh lá 2 rồi nha Linh Trúc. Rồi em hết xanh lá 2 luôn rồi. Vậy xanh lá em đang mặc còn cái số 1 để mặc luôn. Rồi hồng phấn 6 em chốt cho chị Diễm. Lên mã hồng phấn giùm em ha. Hồng phấn 6 cho chị Diễm. Rồi ok chị Thanh Xuân nè. Hello chị Hình Lan. Rồi dồn đơn hồi trưa chị Thanh Xuân. Đỏ xanh 2 Linh Trúc lên cái alo dùm em đi Linh Trúc. Rồi Linh Trúc lên cái alo cho em nha. Áo em đang mặc hết rồi chị. Bông em đang mặc hết rồi ha. Bông em đang mặc hết, chọn bông khác đi chị. Rồi lên em mã hồng phấn size 1 tới size số 6. Mẫu em đang like. Ủa bông em đang mặc còn được tới số 5 nè. Chị Hình Thi lấy size mấy? Hình Thi lấy size mấy chị? Rồi Linh Trúc một cái đỏ xanh size 2 cho Linh Trúc. Đỏ xanh 2 cho Linh Trúc nè. Áo em mặc hết số 2 rồi chị Hình Thi. Lựa bông khác đi người đẹp ơi, áo mặc hết số 2 rồi nha. Rồi lên cho em mã hồng dâu. Hồng dâu kèm size cho em từ 1 cho tới 6. Rồi hồng dâu, hồng dâu còn size 1, 2, 3, 4, 6 hết size số 5 nha mấy chị. Hồng dâu 1, 2, 3, 4, 6 giùm em. Đấy chị quần đen váy size 5 và size 6. Quần chỉ có tới size 5 thôi chị Diễm ơi. Quần không có size 6 nha. Tại quần size 5 lưng thun là 75-77kg thì mặc được hết. Có quần đen nha chị Linh Trúc. Rồi lên cho em mã hồng dâu em còn được 1, 2, 3, 4, 6. Hồng dâu 1, 2, 3, 4, 6 giùm em. Em chốt chị một quần đen váy số 5 hoặc là hai cái số 5 luôn nha chị, không có số 6. Quần em không may size 6 không. Hồng dâu size mấy chị Hồng Mơ? Hồng Mơ là size mấy? Mấy chị ơi, em báo size cho mình rồi thì mình lên cái size kèm giùm em. Chốt hàng không lên size vậy sao biết được mà chốt. Một áo xanh lá hết size 4 rồi chị Trịnh Dương ơi. Xanh lá hết size 4 rồi nha. Rồi hồng dâu 4 chị Hồng Mơ lên cái alo giùm em đi. Rồi em chốt cho chị Diễm là một quần váy size 4 và size 5. Là hai quần. Rồi. Hồng Mơ A còng kèm số lên giùm em chị. Rồi chấm like mấy chị ơi. Em qua mẫu. Lên mẫu 5D hoa sen giùm em cũng đồng giá 69k một áo. Mẫu này thì form nó to hơn nha mấy chị. Mẫu này form to hơn mẫu em mới vừa mặc nha. Lên cho em mẫu này,
Mẫu này thì form to, form thoải mái, size số 1 cho mấy chị 47kg tới 52-53kg tùy chiều cao dùm em. Size số 2 là 54-58kg nha, form nó to hơn cái form em mới mặc nhiều nha mấy chị. Quần thì như em mặc là màu đen thôi chị Linh Trúc, quần không có lai nha chị ơi. Quần màu đen màu trắng thì y như em mặc thôi, trắng hợp thành màu đen thôi. Rồi lên em mẫu này đó, mẫu kia mấy chị thấy em mặc ôm, mẫu này em mặc thoải mái size 1 không, tầm chừng 52kg thôi nha mấy chị. Rồi size 1 47 tới 52kg cho em nha. Size số 2 cho mấy chị là 53 cho tới 57kg. Size 4 là 58 cho tới là 62kg. Ở size 3 là 58 tới 62kg cho em nha. Size 4, 63, 68kg. Nói chung nó so với cái form bình thường mấy chị nhích lên 2kg, 3kg cho em đều được ha. Rồi đồng giá 69k. Màu em mặc mấy chị lên cho em là màu cam đất ha. Cam đất dùm em nha. Màu xanh đang treo thì chốt dùm em là mã đỏ xanh nha chị Huỳnh Thi. Đỏ xanh kèm size dùm em nha chị. Rồi áo này mấy chị chốt lên cho em mã vàng đậm. Vàng đậm kèm size dùm em 1-6. Áo em mặc là cam đất mấy chị ha. Vàng đậm là cái treo trên canh đó. Rồi chốt cho em vàng đậm size 1-6. Vàng nhạt dùm em luôn. Vàng nhạt dùm em. Rồi chú em mã vàng nhạt kèm size từ 1-6 mấy chị. Lên cho em mã vàng nhạt size 1-6. Cam đất 3 em chú chị Ngọc Hà. Mẫu này size 3 cho mình là được 58kg cho tới là 62kg luôn đó chị Ngọc Hà nha. Mẫu này form thoải mái ha. Rồi cam đất 3 chú chị Ngọc Hà. Đồng giá 69k một áo nha mấy chị. Chấm like hả tim với em mấy chị ơi. Cam đất 3 chị Ngọc Hà. Rồi vàng đậm 3 em chốt chị Ngọc Hà. Vàng đậm 3. Áo em mặc mã cam đất chị. Mai Ngọc. Đi rồi chị Mai Ngọc, đơn chị gửi rồi nha. Rồi vàng nhạc 3 cho chị Trinh. Chị xin hôm qua có cái áo gì 45.000 đúng không? Hôm qua chị có một áo 45.000 hay gì? Đúng rồi nè. Vàng nhạc 3 em chốt cho chị xin. Rồi dồn đơn luôn nha chị. Áo mặc là bông cam đó. Rồi lên cho em mã bông này là bông nâu đất giùm em. Màu này chú em màu nâu đất nha. Này hai cái màu khác nhau mấy chị nha. Nâu đất là nó nhạt hơn, cái màu em mặc là cam đất nó đậm màu hơn. Và hai cái hoa nó cũng khác nhau luôn nha. Rồi chị nào chốt cái hoa này lên cho em là mã nâu đất. Nâu đất kèm size cho em từ 1-6. Rồi cho dồn đơn luôn nha chị xin ơi. Đây em mã nâu đất mấy chị. Cam đất, nâu đất kèm size. Rồi mã xanh bơ. Xanh bơ em còn được 3456. Màu xanh bơ size 3456 giùm em nha. Cho em mã xanh bơ. Áo này form to hơn hồi nãy nha mấy chị. Rồi cam đất 3 em chốt chị Kim Hoàng. Lê em mã xanh bơ mấy chị ơi. Xanh bơ em còn được 3456. Rồi cho em mã xanh bơ. Hồng cánh sen giùm em luôn. Lê cho em màu hồng cánh sen ha. Chốt cho em mã hồng cánh sen nha. Rồi hồng cánh sen cho em nè. Diệu Thảo là em không chốt hẹn chị nữa nha. Bà chốt xong bà xả không à. Rồi lên cho em mã hồng cánh sen mấy chị. Size 1 tới size số 6. Xanh bơ 3 em chốt chị Ngọc Hà. Bơ 3 chị Ngọc Hà. Rồi mã xanh biển giùm em mấy chị ơi. Xanh biển kèm size. Lên cho em mã xanh biển. Rồi mã xanh biển cho em ha. Size 1 tới size số 6 mã xanh biển. Rồi lên mã xanh biển giùm em mấy chị 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rồi em có cho mình màu tím Huế nha. Tím Huế kèm size cho em luôn. Chốt cho em mã tím Huế. Rồi lên mã tím Huế giùm em mấy chị ơi. Rồi tiếp cho em màu xanh đen. Đồng giá 69k một áo nha mấy chị. Rồi mã xanh đen kèm size cho em. Xanh đen mấy chị ha. Rồi cho em màu xanh đen. Xanh đen kèm size. Rồi màu cuối cùng lên cho em là màu tím mực.
tím mực kèm sấy em đó chị. Rồi em qua. Rồi tím mực em hết số 1 nghe mấy chị ha. Rồi tím mực em còn 2 3 4 5 6. Lên cho em màu tím mực size 2 3 4 5 6 giùm em nha. Tím mực 2 3 4 5 6. Xanh biển 3 cho chị Ngọc Hà. Tem màu tím mực nha mấy chị. Vàng nhạt 2 hết chị Mai Lê. Vàng nhạt 2 em hết. Cam đất 3 em chốt cho chị Kim Hồng một áo nè. Chị Ngọc Hà là xanh bơ với xanh biển. Ok chị. Một xanh bơ một xanh biển. Chấm live stream lên em mấy chị ơi. Vàng nhạt 2 hết rồi chị Mai Lê. Rồi em qua bộ bà ba bông sale 125 cho mấy chị nha. Bộ bà ba bông cổ tim nút thắt ha. Vàng nhạc là em còn 1, 3, 4, 5, 6. Hết sai số 2 chị. Xanh đen ha. Rồi đây. Chị nào chốt xanh đen, mã xanh đen cho em size 1 cho tới size số 6, mã xanh đen. Xanh đen kèm size 1, 2, 3, 4, 5, 6 giùm em nha. Rồi lên em màu xanh đen. 69k chị Trúc Trịnh. Áo này chị Trúc Trịnh bao nhiêu ký ha? Tầm chừng 55-56kg. Áo này chị chốt số 2 cho em được nha. Tại mẫu này form to, form nó thoải mái. Rồi áo xanh đen đi nha mấy chị ơi. Lên mã xanh đen vậy em. Áo này form thoải mái đó. Nên là chị chốt chỉnh mà tầm chừng 54-55kg. Chốt số 2 cho em thôi nha. Rồi chốt em màu xanh đen. Được chưa mấy chị? Rồi em lên mấy chị áo sẫm nha. Đồng giá 69 luôn, lên mấy chị áo sẫm. Chấm la ở tim giúp em mấy chị ơi. Rồi em lên cho mình áo sẫm còn một ít xả luôn với chị là 69. Áo sẫm đồng giá 69 giùm em nha. Rồi lên cho em màu nâu đen. Màu nâu đen size 1 cho tới size số 6 đi mấy chị. À không, nâu đen em còn size 1, 2, 3, 4, 5. Chứ em áo nâu đen size 1 cho tới size 5. Rồi áo nâu đen size 1, 2, 3, 4, 5 mấy chị ha. Rồi 69k luôn. Chốt kem áo nâu đen em còn 1, 2, 3, 4, 5. Áo đang mặc là áo sẫm nha mấy chị. Áo sẫm lúc tàu hiệu em nha. Rồi nâu đen size 1, 2, 3, 4, 5. 69k. Màu da em còn được 3, 4. Màu da em còn được size 3, 4, 6. Màu da size 3, 4, 6 hiệu em nha. Chốt kem màu da còn size 3, 4, 6. Một áo xanh đen số 2 em chốt chị Trúc Trịnh. Rồi lên em màu da mấy chị. Màu da em còn được 3, 4, 6. Xanh đen 2 cho chị Trúc Trịnh. Chị Xuân yêu thương ơi, chị 55kg, chị cao như vậy chị ha. Cho em cái chiều cao. Chị cho em cái chiều cao để em chốt size nha. Rồi lên tiếp cho em màu xanh bơ. Xanh bơ kèm size. Xanh bơ em còn được 1, 2, 4, 6. Rồi xanh bơ 1, 2, 4, 6 nha mấy chị. Lên mã xanh bơ. Rồi chị mặc size 2, chị lên cái alo lại dùm em đi. Tại vì chị Xuân yêu thương là có đặt hàng bên em rồi nhưng mà không có nghe máy. À, không biết có sai số không, lên số lại cho em nha. Lên số thoại lại dùm em. Áo sẫm là mặc với quần váy hay quần ống rộng cũng được chị. Nhưng mà thường thì nghịch sẫm người ta mặc cái quần giả váy như vậy nè. Em đang mặc quần giả váy nha. Rồi xanh bơ giùm em đi mấy chị. Xanh bơ em còn được 1, 2, 4, 6. Xanh bơ size 1, 2, 4, 6. Rồi một áo nâu đất à, một áo nâu đậm size số 2 em chốt cho chị Xuân yêu thương. Đồng giá 69k một áo mấy chị. Nâu đậm 2 cho chị Xuân yêu thương. Rồi lên nâu đất giùm em nha. Nâu đất còn được size 1, 3.
Rồi nâu đất em còn được size 1346. Nâu đất size 1346 giùm em mấy chị ha. Rồi xanh dương, xanh dương còn size 34. Xanh dương em còn size 346 cho em mã xanh dương nha. Xanh dương size 346 giùm em. Màu em mặc là màu nâu đậm nha chị. Rồi xanh dương em còn size 346, xanh coban. Xanh coban em còn được 34. Rồi coban em còn được size 3 với size 4 mấy chị ha. Coban size 3, size 4 giùm em nha. Nâu đất size 3 chị Mai Lê. Nâu đất số 3. Rồi nâu đất 3 em chốt chị Mai Lê. Nâu đất nâu đậm luôn hả chị? Quần đen quần trắng mà ống ống rộng xéo thì 75 mà ống váy là 85 nha Linh Trúc. Rồi nâu đất 3 cho chị Mai Lê. Nâu đậm 3 luôn. Ủa là hai nâu hay là một nâu chị? Rồi không lấy nâu đất đúng không? Nâu đất lên đẹp lắm nha. Nâu đậm 3 cho chị Mai Lê. Em chào chị Dung Trần Kim. Nâu đen 3 em chốt chị Em Đi Đặng. Nâu đen 3 cho chị Em Đi Đặng. Áo em đang mặc là đồng giá 69 luôn đó chị. Rồi ok chị. Trời ơi quần đen thì như quần trắng em mặc mà đó là màu đen thôi chứ có gì đâu mà coi mấy chị. Đây là Linh Trúc hả? Thì giống màu đen với màu trắng thôi, đâu có khác gì đâu. Chỉ có hai màu đen trắng thì ai là không biết của chị. Đen trắng thì mình quá rõ ràng rồi. Nâu đen nâu đậm 3 chút chị Em Đi Đặng rồi nha. Rồi màu này lên em màu xanh coban. Coban em còn được 34. Xanh coban size 3 size 4 giùm em nha. Rồi chú em mã coban 3 với 4. Lên cho em màu hồng ruốc. Hồng ruốc em còn được 346. Hồng ruốc size 346 giùm em mấy chị. Rồi hồng ruốc giùm em size 346 nha. Đơn của chị Em Đi Đặng 5 bộ đồ em gửi rồi nha chị. Chị mặc là ống váy. Em mặc là ống váy nha Linh Trúc ơi. Nâu đậm 6 không còn nha chị Diễm. Số 6 không còn nâu đậm chị. Nâu đậm còn 1, 2, 3, 4, 5 thôi. Rồi màu ruốc giùm em nha. Ruốc em còn được 3, 4, 6. Ruốc size 3, 4, 6. Rồi lên em màu này. Tím Huế. Rồi màu này chỉ còn size số 4 nha chị. Mấy màu này em chỉ còn size 4 thôi nè. Rồi mấy màu này em còn size số 4 thôi nha. Vậy là không có nâu đậm 6 nha chị Diễm ơi. Rồi lên cho em màu xanh rêu. Xanh rêu em còn được size số 4. Xanh rêu size số 4. Đỏ mận size 4 giùm em nha. Rồi đỏ mận giùm em size số 4 đẹp quá màu nè. Rồi đỏ mận 4 nha mấy chị. Size 4 60 65 ký vừa. Rồi tím Huế 4 giùm em. Tím Huế size 4. Rồi tím Huế em còn được size số 4. 4 màu này em chỉ còn size 4 thôi. Tím Huế 4. Rồi màu tím cà 4 cho em luôn. Tím cà 4. Đỏ mận em còn số 4 hả chị? Số 3 là còn có mấy màu em lên rồi đó. Rồi lên cho em tím cà size 4. Tím cà size 4 cho em nha. Rồi hết màu. Số 3 là chỉ còn được màu nâu đất, màu xanh coban, màu xanh dương thôi chị, với hồng ruốc. Đỏ mận không còn nha. Rồi xem mẫu gì chấm like lên tiếp giùm em. Bộ áo dài đi chùa 185 em xã 139, chị nào xem bấm xem giùm em nha. Diễm xé nè. Rồi màu da là em còn được 346. Chốt cho em màu da size 346 mấy chị ha. Màu da size 346. Chị Linh Trúc là em lấy cho chị quần ống xéo nha. Là nó nhỏ hơn quần ống váy. Rồi màu da em còn được 346. Chốt màu da giùm em đó chị. Áo em đang like là 85 xã đồng giá 69 đó chị ơi. Rồi màu da em còn được size 346. Cô Ban Ban chốt chị Mai Lê. Rồi lên cô Ban giùm em nè. Cô Ban còn được size 3 size 4. Coban em còn được size 3 với size 4.
Số 2 hả chị? Số 2 em còn được 3 màu à? Số 2 em còn được có 3 màu ha. Rồi cô ban em còn được 3, 4, 6. À, 3 với 4. Nâu đậm còn size 5, chị Diễm bao nhiêu ký cho bao nhiêu chị? Rồi lên trên mã cô ban. Cô ban em còn được 3 với 4 nha. Số 2 còn 3 màu thôi chị Hồng Thấm. 1 bông đen là sale 125, bộ xanh là 1. Bộ xanh là 70, 145 chị. 155 chị. Rồi cô ban ban chốt chị Mai Lê. Cô ban em còn 3 với 4 thôi. Bộ tím là bộ nào chị Hạnh Trần? Bộ tím là bộ nào chị? Vải này coi giãn mạnh nha chị Diễm ơi, nhưng mà chị lên chiều cao cân nặng giùm em coi thử có vừa không nha. Rồi Linh Trúc là một quần đen ống xéo size số 2. Rồi cô ban em còn được 3 với 4. Cô ban size 3 size 4. Có quần đen chị, quần đen quần trắng ống xéo là 75, ống váy là 85. Rồi em lên mình màu xanh bơ nè. Xanh bơ còn được size 1246. Chứ mã xanh bơ size 1246. Cái em mới hay ra là màu cô ban, chị Thanh Hiền chốt lên trên mã cô ban kèm size chị. Rồi xanh bơ em còn được 1246. Một quần đen ống xéo size 4 cho chị xinh. Một quần đen ống xéo size 4 cho chị xinh rồi. Một cái nâu đậm size 5. Một cái nâu đậm số 5 em chốt cho chị Diễm. Chị 50kg 1m55. 50kg 1m55 chị chốt cho em size số 2 nha chị Mai ơi. Bộ này là 150, em đang sale 125. Bộ này là cái bộ này là quần váy á, chị lấy quần váy luôn hay sao? Bộ này là quần váy nè chị, là 155. Đó. Cho em lấy chị số 2 rồi nha Linh Trúc. Cái này 47kg 1m50 mặc được số 1 nha chị Hồng Thấm ơi. Em đang mặc số 1, em 44kg 1m55 nè, số 1 còn thoải mái. Số 1 mẫu này cho mình được 50kg rồi. Ha. Rồi lên cho em là màu xanh bơ đi mấy chị. Xanh bơ em còn được 1246. Xanh bơ 1246 thì em nha. Rồi màu nâu đất nè. Nâu đất em còn 1234. Nâu đất em còn được 1234 ha. Lên mã nâu đất cho em luôn. Nâu đất 1234. Quần lẻ đi đơn từ hai quần giùm em nha chị Liên ơi. Rồi cho em màu nâu đất đi mấy chị. Nâu đất size 1234. Chốt cho em mã nâu đất size 1234 giùm em nha. Rồi nâu đất size 1234. Nâu đất size 1234 đây, quần đen đây. Rồi nâu đất size 1234 giùm em. Em chào chị Phương Trinh. Xanh bơ mã 1. Hồng Thấm là có đơn bên em một cái đơn nào chưa Hồng Thấm? Hồng Thấm yêu. Có đơn bên em chưa ha? Không thấy số ở đây. Rồi có đơn rồi. Rồi xanh bơ 1, nâu 1 cho chị Hồng Thấm ok chị. Nâu 1 là nâu em đang mặc là nâu đất ha. Rồi xanh bơ 1, nâu đất 1 em chốt cho chị Hồng Thấm. Áo mặc mã nâu đất giùm em nha. Rồi ok chị Mai Lê. Mai chốt đơn, mai mấy đứa chốt đơn. Chị nhớ nói mấy đứa nhân viên nó dồn đơn cho chị hai like nha. Rồi ok chị Hồng Thắng. Áo em mặc mã nâu đất. Rồi nâu đất em còn được size số 2, số 3, số 4 chị ha. Nâu đất 2, 3, 4 giùm em nha. Nâu đất size 234. Một áo size 69 nha chị.
Rồi, đỏ mận em còn được một cái size số 4 thôi. Chị là chốt đỏ mận 4 nên đỏ mận 4 giùm em ha. Đỏ mận 4. Đỏ mận em còn được size số 4. Rồi, chốt em mã đỏ mận 4 mấy chị ơi. Đỏ mận size 4 giùm em nha. Rồi, đỏ mận em còn được số 4. Đỏ mận 4. Lên em mã xanh dương. Xanh dương còn size 3, 4, 5. À, xanh dương em còn được size 3, 4, 6. Rồi, xanh dương 3, 4, 6 giùm em. Xanh dương 346 ha. Cái mã xanh dương size 3, size 4, size 6 mấy chị. Rồi lên mã xanh dương thì em size 346. Mã xanh dương cho em nha. Vừa xong vừa chị. Quần thì á, chị lấy size số 2 cho em. Áo số 2 quần cũng số 2 nha. Rồi tím Huế em còn được một áo số 4 cho em mã tím Huế. Tím Huế 4 giùm em. Tím Huế giùm em nha. Rồi tím Huế em còn được size số 4. Chế mã tím Huế 4 mấy chị ha. Rồi size 1 em còn được một cái màu nâu đậm nữa là hết mã size 1 nè. Rồi em qua bộ bông. Chấm like mấy chị. 65kg quần lấy số 4 giùm em nha chị Liên ơi. Rồi màu nâu đậm em còn được 1234. Nâu đậm em còn size 1234. Chú em mã nâu đậm. Nâu đậm size 1234 giùm em. Rồi lên mã nâu đậm mấy chị. Nâu đậm 1234. Rồi em qua bộ bông nha. Nâu đậm 1, 2, 3, 4 mấy chị ơi. Bộ bà ba bông đồng giá 125, 3 bộ miễn ship. Là riêng bộ bông thôi nha. Không tính những cái hàng sale nãy giờ em sale đâu mấy chị. Rồi bộ này chị nào chốt từ 3 bộ thì kèm đơn vô những cái kia vô em miễn ship luôn nha. Rồi lên mẫu này. Quần đen là chị lấy ống váy cho em mặc hay là chị muốn lấy ống nhỏ hơn vậy chị Sương yêu thương? Lấy ống như em mặc là ống váy nha. Ống váy là 85. Còn cái ống mà nhỏ hơn quần em mặc tí thì 75. Rồi màu em mặc lên cho em là màu nâu đậm. Lên cho mấy chị bộ bà ba bông nha. Rồi bộ bà ba bông là 150 em sale đồng giá 125. 3 bộ miễn ship. Và em chốt chị một quần đen ống váy size số 2 nha. Rồi đây em bộ và ba bông cổ tiêm treo đằng sau mấy chị mẫu này ha. Rồi chốt em mã beo xanh. Beo xanh em còn size 1, 2, 3, 4, 5. Beo xanh 1, 2, 3, 4, 5. Rồi lên cho em mã beo xanh size 1, 2, 3, 4, 5 mấy chị ha. Bộ em đang lên là đồng giá 1, 2, 5 nha. Rồi chốt em mã beo xanh size 1, 2, 3, 4, 5. Lên mã beo xanh nha em mấy chị. Rồi ok chị Xuân yêu thương. Bộ em mặc lên giờ em mã beo xanh. Còn size 1, 2, 3, 4, 5. Đồng giá cho em 1, 2, 5. Rồi chốt beo xanh, mã beo xanh ha. Em đang mặc em 44kg 1m55 nha. Rồi beo xanh em còn 1 cho tới 5. Beo xanh 1, 2, 3, 4, 5 mấy chị ha. Rồi chốt cho em mã họ tiết hồng nè. Họ tiết hồng em còn size 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 6. Rồi lên mã họ tiết hồng em còn 1, 2, 3, 6. Beo xanh 3 em chốt chị Nguyễn Loan. Lên mã họ tiết hồng giùm em nha mấy chị. Beo xanh 3 cho chị Nguyễn Loan. Đồng giá 1, 2, 5. 3 bộ miễn ship mỗi ngày nha. Mẫu này là quần ống xéo nha chị. Rồi lên cho em mã họ tiết hồng size 1236. Họ tiết hồng size 1236 giùm em mấy chị ơi. Họ tiết hồng 1236. Hồi trưa chị Cúc Trần là có đơn có bộ nào rồi chị? Hồi trưa chị có đơn không? Rồi chốt em mã họ tiết hồng nha. Size 1236. Bên xanh 1 cho Cúc Trần. Chị nào mà hồi trưa có đơn á mà tối này đặt thêm thì nhớ nói nhân viên dồn đơn giùm em nha. Hồi trưa có một rồi ok chị. Hồi trưa như chị đặt bộ này đúng không? Họ tiết hồng đúng không? Rồi họ tiết hồng em còn được 1, 2, 3, 6 mấy chị ha. Bông họ tiết hồng size 1, 2, 3, 6 giùm em.
Lúc đó chắc xuống like rồi chị Hồng Phạm ơi. Em thấy chị Hồng Phạm chuyên gia vô cái like mà em xuống em nghĩ rồi, chị đặt thì em sao biết được. Giờ đặt cái gì chị đặt lên đây cho em thì em chốt lại cho nha. Đặt em xuống like rồi làm gì mà biết mà chốt chị. Nè, nhìn giùm em nè, chị vô like mà chị thấy nó có cái chữ trực tiếp như vậy là em mới là đang like. Còn chị vô chị coi mà chị không thấy cái chữ này tức là chị coi lại like. Đã like xong rồi thì em không có đứng đó nói là em không có biết nha. Rồi em lên cho mấy chị mã beo đen. Beo đen kèm size cho em từ 1 tới 6. Em đang mặc size 1 nha chị Lê Thị Hồ. Quần có 2 túi nha chị. Quần em mặc có 2 túi nha. 2 túi hai bên. Giờ tím cẩm số 3 thì em chốt cho chị còn nè. Nhưng mà xanh riêu là không còn số 3 nha. Bộ xanh riêu là em hết luôn rồi. Rồi lên cho em mã beo đen. Beo đen size 1 cho tới size số 6. Rồi cho em mã beo đen mấy chị ơi. Beo đen kèm size giùm em 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beo đen 1, 2, 3, 4, 5, 6 giùm em nha. Dạ đồng giá 1, 2, 5. Rồi cho em mã beo đen lên mấy chị. Beo đen 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lên mã beo đen cho em ha. Rồi em lên cho mấy chị một cái mã bông. Đây nè, bông riêu là bộ này em chỉ còn một bộ size số 1 thôi nè. Rồi chị nào chốt bông riêu. Bông riêu lên em mã bông riêu size số 1 nha. Rồi bông riêu em còn được số 1 thôi mấy chị. Bông riêu cho em size 1. Beo đen 1. Ủa Cẩm Tú hồi chưa có đơn không Cẩm Tú? Beo đen 1 cho Cẩm Tú. Rồi beo đen 1 cho Cẩm Tú nè. Và xanh riêu em còn chưa có hai bộ kia Cẩm Tú nha. Xanh riêu em còn được size số 1. Chốt mã xanh riêu 1. Rồi beo đen size 1 tới size số 6 giùm em. Chốt cho em mã sọc trắng đen. Lê mã sọc trắng đen kèm size. Beo đen size 4. Rồi beo đen size 4 em chốt chị Kim Hoàng. Mấy chị chấm tay hả tim tim với chị ha. Rồi beo đen 4 cho chị Kim Hoàng. Bộ này chốt cho em mã sọc trắng đen còn được size 1 và size 2 thôi mấy chị. À, sọc trắng đen còn được size 1, 2, 5. Rồi, sọc trắng đen 1, 2, 5 dùm em. 59kg sao mặc được số 1 chị Hoàng Phạm. 59kg phải mặc số 3 cho em nha chị. Rồi, chốt cho em mã sọc trắng đen em còn được 1, 2, 5. Sọc trắng đen 1, 2, 5 dùm em nha. Em chào chị Quyên Nguyễn. Rồi, sọc trắng đen 1, 2, 5 dùm em với chị. Sọc trắng đen em còn được 1, 2, 5. Cho chị một áo xanh lá số 5. Dồn đơn hồi trưa cho chị Khổng Hằng. Áo xanh lá là mẫu cổ buông á hả chị Khổng Hằng ơi. Áo này hồi nãy em lên mã xanh lá. Ủa xanh lá cái này còn cái số 4 nè. Vậy hết xanh lá 5 rồi chị. Hết xanh lá 5 rồi chị ơi. Xanh lá em còn được cái số 4. Rồi lên cho em mã sọc trắng đen em còn được 1, 2, 5, xanh riêu hết rồi nha mami. Ờ hèn gì sao hỏi em 59kg mà hỏi số 1. 50kg số 1 ôm lắm chị Hoàng Phạm. 50kg mặc số 1 là phải cao được cho em trên 1m55. Nè em 44kg em đang mặc số 1 là 50kg chị mặc sẽ chật ha. Số 1 cho mình 47kg đổi lại cho em thôi là mặc ok nha. Xanh riêu còn số 1 thôi mami, lấy size số mấy? Nếu mà lấy số 1 thì còn nha. Bộ sao đợi em tí. Chị Khổng Hằng bao nhiêu ký chị? Chị Khổng Hằng bao nhiêu ký? Rồi mã sọc trắng đen em còn được 1, 2, 5. Bộ này chốt cho em mã bông đen. Bông đen em còn size 1, 2, 3. Bông đen em còn size 1, 2, 3, 5 nha mấy chị. Rồi bộ bông đen em còn size 1, 2, 3, 5. Beo đen 2 chị Hà Nguyễn lên số điện thoại giùm em nha.
Hà Nguyễn cho em số. Rồi chú em mã bông đen em còn được 1, 2, 3, 5 mấy chị ha. Là bộ em treo trên canh nè. Bông đen size 1, 2, 3, 5 dùm em. Rồi mã bông đen size 1, 2, 3, 5. Rồi riêu 1 cho mami. Ủa mami đơn của em chốt quần cho em chưa? Tối qua em đặt quần. À rồi ok chị Khổng Hằng nha. Xe lá 4 chị Khổng Hằng. Rồi mami một bộ xanh riêu size số 1. Có size 4 là chị còn 1, 2, 3, 5 thôi. Rồi bông đen dùm em size 1, 2, 3, 5. Em kêu dùng đơn hả? Rồi ok mami. Rồi áo xanh lá 4 cho chị Khổng Hằng. Bộ này 125 chị Thu Hà. 3 bộ hủy ship chị. Bộ đang mặc xe 125. Rồi bông đen size 2 cho chị Hoàng Phạm. Hết số 4 cái mã bông em mặc rồi chị. Tại bộ này chưa em sale là chưa em chốt gần 200 bộ mỗi ngày lẫn luôn. Và chưa bán 125 chốt muốn hết cái lô này rồi với chị em. Rồi chị Hoàng Phạm. Một bộ xanh lá. Chị Lại Thị Nguyệt cho xanh lá xe máy. Sọc đen 5 chị Hờ Hạnh lên cái alo chị. À, bộ em mặc số 3 cho chị Thu Hà. Rồi ok chị Thu Hà nha. Bông đen 3 chị Thu Hà. Hờ Hạnh ơi, A Cồng kèm số đây thì em chị đặt hàng từ hồi trưa. Tới giờ luôn không có lên được cái số sao chút đơn. Rồi lên nhà em màu tím cẩm. Tím cẩm em còn được 1, 2, 3, 4. Rồi bộ tím cẩm cho em nè. Vải thun nha Út Nhí. Rồi em lên bộ tím cẩm. Bộ em mặc là mã bông đen mấy chị ha. Hồi trưa chị có đơn không chị Thu Hà? Có đơn em mới dồn được, còn chưa có đơn mà dồn gì? Hồi trưa chị có đơn hay là chị có đơn nào đang ở đây không? Rồi bông tím cẩm. Chị Hồ Hạnh ơi, chị bấm cho em 3 số đầu nữa chị. Cái này là 7 số cuối rồi, còn 3 số đầu là 3 số nào? Dồn đơn hồi trưa kêu chị Khổng Hằng nha. Đơn qua đi chưa hả? Đơn qua đi rồi, đơn qua gọi chốt rồi là hàng đi rồi chị. Đơn chỉ dồn cho, đơn em đang like là chỉ dồn đơn cho khách hồi trưa với bây giờ thôi. Còn trước cái like hồi trưa nay là hàng đã đi hết rồi mấy chị nha. Không chị Hoàng Phạm. Chị Hồ Hạnh bấm giùm em 3 số đầu nữa đi chị. Chị bấm cho em được có 7 số cuối rồi, còn 3 số đầu nằm ở đâu? Rồi bộ tím cẩm em còn được 1, 2, 3, 4. Bộ tím cẩm size 1, 2, 3, 4 giùm em nha. Chế mã tím cẩm đi mấy chị ơi. Mã bông tím cẩm. Rồi size 1, 2, 3, 4 chế mã tím cẩm nha. Tím cẩm kèm size cho em 1, 2, 3, 4. Đồng giá 1, 2, 5, 3 bộ miễn ship mấy chị. Rồi em mã tím cẩm. Tím cẩm 3 em chốt chị Phạm Dung. Tím cẩm 3 em chốt chị Mai Lê. Rồi lên mã tím cẩm cho em nha. Tím cẩm 3 chị Phạm Dương. Rồi tím cẩm 2 cho chị Hoàng Phạm. Hồi trưa chị chốt bộ tím cẩm. Rồi có đơn hồi trưa là mang cho dồn nha chị. Tím cẩm 2 cho chị Hoàng Phạm. Rồi ai chốt tím cẩm nó lên tím cẩm giùm em nha. Em còn được 1, 2, 3, 4 mã bông tím cẩm. Size 1, 2, 3, 4 lên giùm em mã bông hồng dâu.
Ủa chị Dung về lại Nha Trang rồi hả chị? Hay là Bình Dương? Rồi lên cho em mã hồng dâu. Hồng dâu em còn size từ 1 tới 6. Cho em mã bông hồng dâu 1, 2, 3, 4, 5, 6 thì em nha. Rồi mã hồng dâu với chị ơi. Hồng dâu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Áo bông trên canh, cái cổ vuông này hoặc là cái cổ này luôn hả chị, là đồng giá 69, đang xả đồng giá 69k nha. Rồi bộ bông hồng dâu em còn size từ 1 tới 6. Chốt lên cho em hồng dâu đi mấy chị. Hồng dâu 1, 2, 3, 4, 5, 6 chị em. Rồi hồng dâu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lên mã hồng dâu ha. Hồng dâu 1, 2, 3, 4, 5, 6 cho em nha. Mã bông hồng dâu. Rồi em lên một bông nữa là hết mẫu. Lên cho em mã bông sọc xanh. Bộ này sang lắm luôn rồi mấy chị. Rồi sọc xanh em còn được 1, 2, 4. Sọc xanh em còn được 1, 2, 4, 5. Rồi em lên sọc xanh nữa là hết nha. Chị về Bình Dương rồi hả? Ok chị. Hồng dâu 5 chị Huỳnh Trang lên số giùm em ha. Huỳnh Trang lên em số alo. Rồi bộ em mặc hồng dâu em còn size 1, 2, 3, 4, 5. Rồi em lên mã sọc xanh nữa là hết. Hết bộ này em lên cho mấy chị bộ áo dài đi chùa 139 bộ nha. Huỳnh Trang ơi bấm số lên giùm em chị. Rồi lên cho em mã sọc xanh mấy chị nha. Sọc xanh em còn được 1, 2, 4, 5. Bông sọc xanh size 1, 2, 4, 5 giùm em ha. Rồi sọc xanh size 1, 2, 4, 5. Sọc xanh size 1, 2, 4, 5 mấy chị ơi. Rồi đây mã sọc xanh size 1, 2, 4, 5. Sọc xanh size 1, 2, 4, 5 cho em nha. Rồi chốt em mã sọc xanh size 1, 2, 4, 5. Rồi hết bông mấy chị. Em quên cho mấy chị bộ áo dài đi chùa nữa rồi em xuống like ha. Sọc xanh size 1, 2, 4, 5. Cẩm 4, chị Cẩm Giang Lê lên số alo dùm em. Bộ em mặc đang sale 125 mấy chị ha. Cẩm Giang Lê cho em số. Huỳnh Trang không lên số, không chốt đơn được nha chị ơi. Sọc xanh 2. Sọc xanh 2 chị Ngọc Hà. Mai có áo và 30 không? Ủa áo mà 30 em like từ hồi đầu like tới giờ xả có 69 ngàn mấy áo này nè chị. Ngày mai cũng like có như đây thôi, cũng có mẹ mồm mới đây chị ơi. Tuần này em like hàng sale không thôi. Rồi sọc xanh 2 chị Ngọc Hà. Tuần này em like hàng sale rồi chị. Rồi chị Cẩm Giang Lê là một bộ tiếng cẩm size 4. Bộ em mặc lên mã sọc xanh giùm em ha. Rồi chị Cẩm Giang lên. Sọc xanh với xanh riêng size 3, hai bông đó không còn nha chị Thanh Minh. Hai bông đó không còn size 3. Rồi chị Hờ Hạnh là em thấy số chị rồi nè. Hờ Hạnh là một bộ hồng dâu size 5. Rồi hồng dâu 5 em chốt chị Hờ Hạnh. Sọc xanh 4 em chốt chị Nga lên. Bộ phía sau màu hồng. Phía sau màu hồng nào chị? Cái này là áo dài chị nha, màu tím chứ không phải màu hồng ha. Rồi của chị Hờ Hạnh một cái hồng dâu. Sọc xanh size 4 em chốt chị Nga Lê. Bộ em mặc sọc xanh đi chị. Chưa chị Huỳnh Trang ơi. Hờ Hạnh là nãy chị chốt cái gì? Không. Hờ Hạnh là sọc đen size số 5 hả? Sọc trắng đen chị chỉ hình
Huỳnh Trang mới là hồng dâu. Chị Huỳnh Trang ơi, chị bấm cho em chữ A cộng kèm 5 số sau đi chị. Rồi Hạnh là sọc trắng đen đúng không chị ơi? Rồi Hạnh là chị chốt cái bộ sọc trắng đen này phải không chị? Xanh 4, xanh 4 là bộ nào chị Mai Lê? Bộ em mặc mã sọc xanh nha, sọc xanh giùm em ha. Bộ mặc cho em mã sọc xanh. Được chị Thanh My. Trời, chị mặc số 2 là ok rồi chị. Bộ em mặc hả chị Mai Lê ơi? Bộ em mặc là chốt giùm em sọc xanh nha. Xanh 4 không biết cái bộ này là bộ nào á. Ôi Thanh My ơi, lấy size số 2 được rồi chị. Sọc xanh 4 cho chị Mai Lê. Áo lẻ hoa tím size 5 hết rồi. Áo lẻ hoa tím size 5 hồi đầu lai hết rồi chị. Rồi chị Mai Lê sọc xanh 4 này. Thêm một bộ tím cẩm số 3 cho chị Hồng Phạm. Thì em không còn số 2 nha Thanh My ơi. Em chốt cho chị được một bộ sọc xanh thôi nha. Xanh riêu là em còn được một bộ size số 1 à. Xanh riêu hết kèo luôn rồi chị. Rồi em chốt chị được một bộ sọc xanh. Không chị xin lên. Em chốt cho chị được sọc xanh thôi nha. Hết riêu rồi. Rồi sọc xanh 2. Áo lẻ bông beo đen 4 em chốt chị Cẩm Nhan. Rồi beo đen 4 em chị Cẩm Nhan. Chị biết nhắn tin không chị Hình Trang? Biết nhắn tin thì nhắn tin qua giùm em. Không chị Linh Hình ơi, em đo rồi, không có bộ nào dài được cỡ đó hết chị. Em đo rồi ha. Đo xếp vô bắt chết luôn. Rồi sập xanh em còn được 124 mấy chị ơi, đồng giá 125. Rồi hết nha, hết bông rồi, bây giờ qua mẫu gì ta? Mẫu gì mấy chị? Chưa chị Hình Trang, beo đen 2 em chốt chị Ngọc Hà. Beo đen 2 chị Ngọc Hà. Chị Hình Trang chị bao nhiêu ký, cao bao nhiêu chị? Đây em chỉ chị nè. Chị tắt xem đi, 5 số đầu lên trước, 5 số sau lên sau giùm em nha. Rồi beo xanh 2 chị Ngọc Hà. Chị bấm thêm 5 số điện thoại, 5 số đầu lên trước. Rồi bấm tiếp 5 số sau lên sau giùm em. Beo xanh 2 chị Ngọc Hà. Rồi em lên áo dài đi chùa ha. Mấy chị xem áo dài đi chùa hay là áo dài bông không? Biết nhắn tin thì giờ nhắn luôn chị. Em lên áo dài bông hàng sale đồng giá 100k một áo bông, 145 em sale đồng giá 100k một áo dài bông, chị nào xem bấm xem giùm em. Rồi chị Hình Trang ơi, chị bao nhiêu ký, cao bao nhiêu á chị? Chị bao nhiêu ký, cao bao nhiêu để em coi coi số 5 chị mặc vừa không? Bây giờ là em cứ biết nhắn tin không bà chị. Biểu em chốt xong rồi rồi ra like không nhắn tin thì coi như không luôn á. Ra like nhớ nhắn tin giùm em nha. 72kg là bộ này chị phải mặc số 6 cho em á. Chị cao không? 72kg chị cao không? 72kg chị phải cao được cho em 1m6 hơn thì mới mặc được số 5 nha. Còn không phải mặc số 6 nha chị. Không thôi là chật nha. À rồi 1m62. Ok nhớ nhắn tin giùm em nha. Cả hai loại hả? Vậy em like cả hai loại. Rồi em qua áo dài đi chùa với lại áo dài bông hàng sale cho mấy chị nha. Áo dài bông là đồng giá 100 một áo. Áo dài đi chùa, bỏ áo dài đi chùa là 139 nha mấy chị ha. Rồi bộ đen nè, em like xen kẽ mấy chị cứ nghe giá rồi chốt nha. Bộ áo dài màu đi chùa thiêu hoa như thế này nè là 185, em xả là 139.
Còn áo dài bông là cái này là áo lẻ về mấy chị tự phối quần. Phối quần màu, phối quần gì tự mình phối nha, là đồng giá 100k một áo dài mà dài bông nha mấy chị. Đó. Đây ha, rồi em like hai mẫu cho mấy chị chốt nha. Bộ dài đen này em còn được size số 3 thôi. Trời, chị nào chốt bộ đen cho em bộ đen size 3. Bộ đen em còn được size số 3 ha. Hồi trưa nay chị chốt trịnh. Chị vô coi like hồi trưa chốt quá trời đất luôn. Bông riêu em lên đầu tiên là chốt hết sạch sẽ cái bông riêu luôn á. Hồng dâu năm cho chị Hạnh rồi nha. Chị chốt thêm bông gì nữa không? Rồi bộ áo dài đi chùa này em còn được bộ đen là em còn được size số 3. Rồi chốt cho em màu đen size 3 giùm em nha. Rồi em lai xen kẻ áo dài bông đỏ đi mấy chị. Áo dài bông đỏ em còn được size số 2, số 3, số 4. Rồi áo dài bông đỏ size 2, 3, 4. Ok chị Huỳnh Trang. Rồi áo dài bông đỏ em còn size 2, 3, 4. Bộ là bộ màu là 139, áo bông lẻ là 100 một áo nha. Rồi chốt cho em áo dài hoa đỏ em còn được 2, 3, 4 mấy chị. Áo dài hoa đỏ size 2, 3, 4. Áo dài hoa đỏ size 2, 3, 4 nhìn em nha. Rồi áo dài hoa tím. Hoa tím em còn được size 2, size 3. Áo dài hoa tím em còn được 2 với 3. Chốt cho em mã hoa tím. Hoa tím size 2, size 3. Size số 3 em có họa tiết hồng này, em đọc lại mã bông chị nè. Họa tiết hồng, hồng dâu, tím cẩm. Với beo đen nữa là hết rồi, chút chỉnh còn 5 bông đó hả chị. Rồi chốt cho em áo dài hoa tím ha. Hoa tím em còn được 2, 3 mấy chị nha. Áo dài hoa tím em còn size 2 và size 3. Lấy em áo dài hoa tím size 2, size 3 nha mấy chị. Rồi áo dài hoa tím 2 với 3. À, bộ tím Huế giùm em nè. Bộ áo dài tím Huế em còn được size số 1. Rồi bộ áo dài tím Huế em còn được size số 1. Áo dài màu tím Huế size 1 giùm em nha. Bộ áo dài tím Huế size số 1. Em đang like hai mẫu xem song song cho mấy chị nè. Rồi bộ áo dài màu xanh riêu em còn size 1, 2, 3, 4. Bộ áo dài xanh riêu em còn 1, 2, 3, 4. Bộ áo dài xanh riêu size 1, 2, 3, 4 giùm em nha. Bộ áo dài xanh riêu em còn được 1, 2, 3, 4. Rồi cho em áo dài xanh riêu size 1, 2, 3, 4 ha. Lên cho em áo dài bông xanh cam em còn được size số 2, 3, 4. Rồi áo dài bông xanh cam em còn size 2, 3, 4, 5. Lên em áo dài bông xanh cam size 2, 3, 4, 5 giùm em. Rồi áo dài bông xanh cam size 2, 3, 4, 5 mấy chị ha. Áo dài bông xanh cam em còn size 2, 3, 4, 5. Áo dài bông là 145 một áo, em đang xả đồng giá 100 một áo. Bỏ áo dài đi chùa 185, xả đồng giá 139 mấy chị ha. Rồi chú em mã xanh cam nha. Áo dài bông xanh cam size 2, 3, 4, 5. Áo dài bông em không còn size số 6 mấy chị ha. 45kg áo dài hoa đỏ mặc số 1 chị. Mà không còn số 1. Hoa đỏ em không còn số 1 ha. Rồi áo dài xanh cam em còn được 2, 3, 4, 5. Áo dài xanh cam 2, 3, 4, 5 dùm em. Hoa đỏ như em còn cái này số 1 nè. Lấy cái đỏ này là chị Đinh Tý. Rồi cái này chốt cho em mã áo dài đỏ kem em còn được một cái số 1. Đỏ kem size 1 dùm em nha. Áo dài bông đỏ kem cho em size số 1 nữa chị. Rồi cho em mã đỏ kem size số 1. Còn cái này số 1 này chị Đinh Tuyến lấy cái này đẹp này chị nè. Rồi đỏ kem cho em size 1. Mã đỏ kem 1 dùm em nha. Rồi tiếp bộ áo dài đi chùa màu vàng bơ. Màu vàng bơ em còn size 1, 2, 3. Bộ áo dài đi chùa vàng bơ dùm em. Rồi vàng bơ em còn 1, 2, 3 mấy chị. Rồi em chốt chị Đinh Tuyến. À áo dài bông đỏ còn cái số 1 luôn nè. Chị có muốn lấy không? Đây 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 còn. Hay là muốn lấy đỏ kem thì lấy nha. Đây còn cái số 1 nè, không để ý. Chị lấy bông đỏ hay lấy đỏ kem? Nè bông đỏ cũng còn số 1 luôn. Gì ta? Rồi đây đây, lên cho em bộ này mã vàng bơ. Mã vàng bơ em còn được 1.
123 mấy chị. Rồi áo dài vàng bơ em còn được 123 nha. Áo dài vàng bơ 123. Rồi chị lấy hoa đỏ hay là chị lấy đỏ kem? Hồng dâu với lại sọc đen. Hồng Hạnh ơi em chốt chị học hồng dâu với lại sọc xanh là bộ này nha, không có sọc đen chị. Sọc xanh thì nó đen với xanh á. Bộ này được không? Được thì ok thì em, bộ này là cái bộ em mặc cuối cùng á. Rồi vậy là em chốt cho chị Đinh Tuyến cái bông đỏ này nha. Rồi vàng bơ giùm em bổ dài đi chùa vàng bơ em còn size 123 nha mấy chị ha. Mã vàng bơ 123 giùm em. Rồi cho em mã vàng bơ 123. Chốt cho chị bộ sọc đen xanh đó được không chị? Được thì ok em chốt nha, mấy cái kia hết rồi người đẹp. Sọc trắng đen hết. Rồi mã thổ cẩm cho em ha, bông thổ cẩm. Bông thổ cẩm giùm em nha. Bông thổ cẩm em còn được size số 2345. Rồi. Bông thổ cẩm 2345 mấy chị. Bông thổ cẩm size 2345. Cho em mã áo dài thổ cẩm em còn được 2345 nha. Mã áo dài thổ cẩm gì em. Rồi mã thổ cẩm size 2345. Chị ơi cái bông đó được không? Trả lời giùm em chốt nha. Bông này nè. Bộ này còn số 5 nè, chị chốt không? Chốt thì ok em chốt. Đây ha. Mã sọc xanh. Đó, bộ này nha. Bao sang. Rồi, chốt lấy bộ đó nha. Rồi, áo dài đi chùa màu cam đất đi mấy chị. Cam đất còn size 1234. Áo dài đi chùa cam đất 1234 giùm em nha. Lên mã cam đất size 1234. Bộ cam đất size 1234 nha mấy chị. Rồi lên mã cam đất 1234. Lên cho em áo dài mã hoa hồng. Rồi mã hoa hồng còn được size cho mình là 12 123 45. Rồi mã hoa hồng em còn 12345. Áo dài hoa hồng em còn size 12345 ha. Lên mã hoa hồng cho em size 12345. Rồi hoa hồng 12345 giùm em mấy chị. Lên mã hoa hồng 12345. Hoa hồng 12345 giùm em nha. Rồi hoa hồng 12345 mấy chị ơi. Lên mã hoa hồng size 12345. Hoa hồng 12345. Rồi cái này mấy chị chốt cho em là mã màu. Mã màu em còn được size số 3 và size số 5 nha. Hoa đen còn một bộ số 5 đó chị Hạnh đi. Đây. Hoa đen còn bộ số 5 chốt rồi đó. Mã hoa đen còn được một bộ số 5 nha. Rồi áo này chốt cho em mã màu em còn size 3, size 5. Mã màu size 3, size 5 nha em đó chị. Chốt cho em mã màu 3 với 5. Hoa đen còn một bộ đó chị. Rồi mã màu 3 với 5 giùm em nha. Mã màu size 3, size 5. Rồi. Bộ cách tân màu cà phê. Bộ cách tân màu cà phê em còn được 1234. Bộ cách tân màu cà phê size 1234 giùm em nha. Cho em mã cách tân màu cà phê size 1234. Lên mã cà phê cho em size 1234 nha mấy chị. Bộ áo dài cách tân em đang sale đồng giá 139. Rồi màu nâu đen cho em luôn. Màu nâu đen kèm size 1234. Rồi vậy em chốt chị hoa đen size số 5. Chị Hờ Hạnh là nãy chị chốt hồng dâu. Ủa chị, chứ hồi nãy chị chốt sọc trắng đen rồi mà chị.
Cái bộ đầu tiên em chốt cho chị là mã sọc trắng đen mà đâu phải hồng dâu đâu. Là bây giờ chị đổi lại cái bông đen với bông hồng dâu hả? Hồi nãy cái bộ đầu tiên của chị là mã sọc trắng đen nha. Bộ này nè. Chứ đâu có bộ hồng dâu nào đâu. Rồi bây giờ ba bộ này là chị bỏ bộ nào? Hồng dâu nãy giờ không có chốt nha. Hồi nãy là chị chốt mã sọc đen, sọc trắng đen là bộ này, chứ không có hồng dâu. Rồi chốt lại cho em đi chị. Một bông đen, một sọc trắng đen, hồng dâu. Bây giờ chị lấy bộ nào với bộ nào để em biết bỏ ra. Gửi luôn khỏi gọi, ok chị Đinh Tiến. Rồi bộ này chốt màu nâu đen giùm em ha. Bỏ hoa đen, vậy là lấy sọc trắng đen với hồng dâu đúng không? Rồi ok chị. Sọc trắng đen rồi với bộ hồng dâu. Rồi ok chị Hờ Hạnh. Rồi bộ này lên cho em mã nâu đen đó chị ơi, size 1234, bộ áo dài màu nâu đen giùm em size 1234 nha. Nâu đen size 1234. Rồi áo dài này mấy chị chốt cho em là mã bông hồng cam, em còn được size số 2. Áo dài hồng cam size số 2 giùm em ha. Rồi áo dài hồng cam size 2 nha mấy chị. Mã hồng cam em còn được size số 2. Chốt cho em mã hồng cam 2. Rồi áo dài hồng cam em còn được size số 2 nha, cho em mã hồng cam size 2. Hồng cam em còn size số 2. Bông hồng cam vậy đây. Rồi lên cho em mã bông xanh ngọc. Bông xanh ngọc em còn đủ size cho mấy chị từ 1 tới 5 nha. Rồi chốt áo dài bông xanh ngọc giùm em. Đồng giá 100k một áo mấy chị. Rồi bông xanh ngọc em còn 1, 2, 3, 4, 5. Chốt em áo dài bông xanh ngọc đi mấy chị ha. Rồi mã bông xanh ngọc size 1, 2, 3, 4, 5 giùm em nha. Rồi lên cho mấy chị một cái bộ cắt tân nữa nè. Cách tân đỏ mận em còn được size số 3 và size số 4. Rồi cách tân đỏ mận size 3, size 4 giùm em ha. Cách tân đỏ mận em còn 3 với 4 nha mấy chị. Rồi đây cho em màu đỏ mận. Cách tân màu đỏ mận size 3, size 4. Cách tân màu hồng ruốc em còn được 1, 2, 3, 4. Cách tân mã hồng ruốc size 1, 2, 3, 4 giùm em nha. Rồi hồng ruốc cho em size 1, 2, 3, 4. Mã hồng ruốc 1234 đó chị ha. Không, bây giờ em không lên áo lẻ nữa chị. Xong mẫu này em xuống like rồi ha. Áo dài xanh ngọc 1 em chốt chị Tuyết Loan. Xanh ngọc 1 cho chị Tuyết Loan. Tuyết Loan hồi chưa có đơn không chị? Xanh ngọc 1 chị Tuyết Loan. Rồi xanh ngọc đang mặc em còn 1, 2, 3, 4, 5 mấy chị nha. Họ chưa có đơn em cho dồn luôn nha. Rồi áo dài xanh ngọc size 1, 2, 3, 4, 5. Lên cho em mã bông. Áo dài bông xanh bơ em còn được size số 1 ha. Rồi bông xanh bơ em còn được size số 1. Cho em mã xanh bơ 1. Rồi mã xanh bơ 1 giùm em nha mấy chị. Xanh bơ em còn được size số 1. Mã xanh bơ 1 cho em nha. Chị Khánh An hồi chiều chốt đơn cho chị chưa vậy chị Khánh An ơi? Rồi lên cho em bộ áo dài xanh đậu. Bộ cấp tân màu xanh đậu size 1, 2, 3, 4. Xanh ngọc áo số 3 chú chị Hoàng Phạm. Lên mã cấp tân size 1, 2, 3, 4 với chị màu xanh đậu nha. Bơ là cái gì bà? Ta đang mặc, ta nói có số 1 và hỏi số 3 không? Rồi lên cho em xanh đậu em mấy chị. Bộ cách tân xanh đậu em còn 1, 2, 3, 4. Cách tân xanh đậu 1, 2, 3, 4 thì em nha. Rồi xanh ngọc 3 cho Hoàng Phạm. Năm mươi ký mét 57 hả chị, lớn tuổi hơn không chị Khánh An? Nếu nhỏ tuổi mặc ôm lấy số 1 đi chị, còn lớn tuổi lên cho em size số 2 nha.
Rồi lên cho em tiếp bộ màu bộ cách tân màu măng cục. Màu măng cục cho em size 1 2 3 4. Lên màu măng cục giùm em ha, 60 tuổi lấy số 2 đi chị. Rồi măng cục cho em size 1 2 3 4. Măng cục 1 2 3 4 giùm em màu măng cục bộ cách tân ha. Rồi bộ cách tân màu này em còn được cho mình là xanh dây chai nữa là hết màu cách tân nha mấy chị ha. Rồi xanh dây chai 1 2 3 4 giùm em. Xanh dây chai size 1 2 3 4 màu xanh dây chai. Rồi dây chai size 1 2 3 4. Rồi hết bộ màu cách tân nha, còn mấy áo bông, áo dài bông nữa rồi cho hết rồi em xuống like hẹn mấy chị chưa mai nha mọi người. Rồi cái mã bông trắng đen này em còn được size 1 2 3. Bông trắng đen còn 1 2 3 5. Rồi mã bông trắng đen cho em size 1 2 3 5 mấy chị ơi. Bông trắng đen size 1 2 3 5 giùm em nha. Mã trắng đen size 1 2 3 5. Rồi chốt mã trắng đen cho em mấy chị. Size 1 2 3 5 mã trắng đen. Rồi, mã vàng đậm cho em nè. Bông vàng đậm. Bông vàng đậm em còn được 2 3 4 nha. Rồi áo dài bông vàng đậm em còn được size 2 3 4. Chốt vàng đậm giùm em ha. Vàng đậm size 2 3 4. Đồng giá 100k một áo nha chị, 145 em đang sale đồng giá 100k. Rồi áo dài vàng đậm em còn được size 2, size 3, size 4. Size 2, 3, 4 đồng giá 100k một áo nha. Rồi cái này mấy chị lên trên mã hồng phấn. Áo dài của Vuông có lô mới kìa chị Diệu Lâm, 145 một áo, chị xem lô mới em lên cho. Còn cái lô này em đang like là hàng sale. Áo dài bông có hàng mới, lô mới 145 một áo, chị hai áo miễn ship luôn. Cổ Vuông luôn nha, chị xem em lên cho xem. Mỹ Nhiên ơi, mặc ôm lấy cho em size số 1 nha chị. Mặc thoải mái lấy số 2. Rồi hồng phấn là em còn được 1 2 3. Hồng phấn em còn được 1 2 3 5. Áo dài lô mới hơi bị đẹp luôn chị, cổ Vuông. Đây chị, vậy em lên lô mới cho nha. Còn lô em mặc đó là hàng sale. Áo dài xanh ngọc còn số 2 chị. Áo dài xanh ngọc còn số 2 nha. Đây em lên bông mới cho chị lựa. Áo dài bông là 145 một áo, hai áo miễn ship. Đẹp lắm chị. Rồi lô mới cho mình chốt luôn. Cái mới gửi ra còn số 1 của Mami. Còn cái số 1 đó chị mặc số 1 á. Đây lên bông mới cho mình chốt nè, hơi bị đẹp đó chị. 145 một áo nha. Rồi em qua hàng mới không phải hàng sale mấy chị ạ. Xanh ngọc 2 còn đó chị Khánh An. Đây chị ơi, bao đẹp luôn. Rồi lên cho em mã áo dài hoa vàng size 1 cho tới size 6 giùm em nè. Hoa vàng kèm size cho em 1 2 3 4 5 6. Rồi qua mẫu này là 145 một áo mấy chị ha. Hoa vàng kèm size cho em 1 2 3 4 5 6. Chốt cho em mã hoa vàng nha. Rồi size 1 tới size 6 giùm em. Cái hoa vàng này chị nào thích phối quần vàng lấy quần vàng được nha. Trời ơi quần vàng của tôi đâu? Quần của chui đâu rồi? Đây đây. Để em lấy. Bà Mami hồi nãy giờ em 86 mà đòi chốt số 1 hả? Bà ơi. Mua cho người bao nhiêu ký hồi nãy mình chốt một cái số 1 rồi nha. Cái bộ hồi nãy bộ số 1 là chốt cho ai vậy? Size số 1 cái bộ hồi nãy là 47 kg đổ lại thôi nha Mami nha. À. Rồi chị nào muốn phối quần vàng váy nè mấy chị, lên cái quần này. Ok chị Diệu Lâm nha. Một áo hoa vàng 4 em chốt chị Diệu Lâm. Mẫu em đang like là đồng giá cho mấy chị 145 một áo, hai áo miễn ship. Trời ơi cái này chị mặc với quần đen cho em thôi chị Diệu Lâm. Đi dậy cũng hết nước luôn rồi đó.
Rồi vậy eo 86 là em mua cho người bao nhiêu ký cho bao nhiêu? Eo 86 em mua cho người bao nhiêu ký cho bao nhiêu ha? Để chị biết nha. Áo dài hoa vàng size 2 cho chị Minh Thùy. Rồi một áo dài bông xinh ngọc số 2 chốt chị Khánh An. Áo dài hoa vàng 2 chị Minh Thùy. Áo dài xinh ngọc 2 chị Khánh An. Năm tám ký là eo 86 là lấy số 4 nha mami nha. Áo dài em đang mặc là 145 một áo mấy chị, hai áo miễn ship luôn nha mọi người. Rồi chị Khánh An một bông xinh ngọc. Rẻ đẹp, mà dễ thương, ok cảm ơn chị. Áo vàng 1 cho Hồng Thấm. Rồi vàng 1 cho Hồng Thấm. Mặc số 4 đi mami. Lấy quần đen cho chị Khánh An. Rồi, chị nào mà thích nguyên bộ này thì phối cái này cho em nha. Quần váy màu vàng nguyên bộ là 220. Một áo là 145 ha. Hai áo miễn ship với chị. Em mặc quần vàng cho mấy chị nha. Rồi chị nào thích nguyên bộ nè thì lấy bộ vàng cho em ha. Quần em đang mặc là quần giả váy. Như bình thường em bán quần giả váy lẻ là 85 đúng không? Trời áo này 145 là 230 một bộ, nhưng mà mấy chị lấy một bộ thì giảm 10k còn 230 nha. 50kg mặc số 3 thì thoải mái chị Hồng Phạm, số 2 là vừa đẹp rồi chị ha. Số 2 là vừa đẹp cho em rồi, hoa vàng với chị ha. Bộ hoa vàng hoặc áo hoa vàng giùm em nha. Size 1 cho tới size số 6. Rồi lên em mã bông xanh đen nha mấy chị. Mã bông xanh đen. Bông xanh đen kèm size cho em từ 1 tới 6. Đồ bộ của Vân Tây Lỡ. Hết rồi chị Thu Thủy. Bộ của Vân Tây Lỡ em hết rồi ha. Em xả tối quá trơn luôn á. Rồi mã bông xanh đen giùm em nha. Bông xanh đen cho em size 1 tới size 6 mấy chị. Chớ em mã xanh đen. Xanh đen kèm size cho em 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vải thun chị ơi. Vải thun nha. Rồi xanh đen chị nào muốn chốt nguyên bộ xanh đen lên giùm em là bộ xanh đen giùm em. Rồi lên em mã bộ xanh đen cho em nha. Áo dài xanh đen chị nào muốn phối quần xanh đen, quần váy ha. Đem mã bộ xanh đen. Rồi áo dài xanh đen cho em size 1 tới size số 6. Mã xanh đen nha mấy chị. Lên tiếp cho em mã bông nhí xanh. Rồi áo này chốt mã nhí xanh giùm em nha. Mã nhí xanh. Em chào chị Vinh. Rồi lên mã nhí xanh mấy chị. Nhí xanh 1, 2, 3, 4, 5, 6. Chốt cho em mã nhí xanh mọi người. Nó hồng hồng xanh xanh như thế này. Đó em đứng gần mấy chị xem ha. Kiểu giống như là họa tiết nha. Rồi chốt em mã nhí xanh. Tại vì nó có cái mã hồng rồi nên cái này em kêu là nhí xanh nha. Rồi nhí xanh giùm em đi mấy chị. Xanh đen 4 em chốt chị Diệu Lâm. Nhí xanh giùm em size 1 cho tới size số 6. Áo dài này mấy chị chốt cho em áo dài xanh bơ. Áo dài bông xanh bơ giùm em nha. 50kg cao nhiêu vậy chị Thu Hồng Trần? Cao bao nhiêu chị ha? Rồi bông bơ cho em mấy chị, bông xanh bơ. Bông xanh bơ giùm em 1, 2, 3, 4, 5, 6 chứ mã bông xanh bơ nha. Bông xanh bơ 1 tới 6 giùm em mấy chị ơi. Lên mã bông xanh bơ size 1 tới size số 6. Rồi xanh đen 4. Nhí xanh 4 em chốt chị Diệu Lâm. Mã xanh bơ giùm em mấy chị. Rồi chị mặc số 1 giùm em chị Hồng Trần, số 1 ôm đẹp luôn. Em đang mặc số 1, em 44kg còn thoải mái nè ha. Còn rộng rãi thoải mái. Rồi nhí xanh 4 cho chị Diệu Lâm. Bông em mặc mã bơ giùm em nha.
cái mới hay ra là cái mã nhí xanh nha chị Thu Hồng. Trời rồi cho em mã xanh bơ size 1 cái size số 6 mấy chị. Áo nào mà có quần màu phối hợp thì em sẽ lên cho mấy chị, còn không thì cứ mặc quần đen hoặc quần trắng giùm em ha. Rồi lên cho em mã bông kem. Áo này chốt mã bông kem giùm em. Bông kem kèm size từ 1 tới 6. Bông kem cho em nha mấy chị. Dễ thương không? Rồi cho em mã kem size 1 tới size 6 mấy chị ơi. Mã kem giùm em 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rồi mã kem chị nào thích phối quần màu, phối với quần màu vàng này cho em nha. Rồi bông kem cho em size 1 tới size 6. Nhí hồng với xanh vỏ đậu. Xanh vỏ đậu là bộ áo dài cách tân đi chùa á, chị Hồng Trần. Đúng không chị? Rồi áo em mặc lên mã xanh kem. Phải không chị Hồng Trần ơi? Rồi ok chị nha. Rồi cái mã bông kem này phối quần vàng đẹp chưa? Lên mã bông kem cho em size 1 tới size số 6. Bông kem cho em 1, 2, 3, 4, 6. Vỏ đậu đi chị, cái màu nó lơ lơ. Nó không có sáng như cái màu. Nó không có chói nhưng cái nền nó là nền sáng nha. Đây, vỏ đậu này. Xanh đậu đây nha. Màu nó là màu sáng chứ không phải là màu tươi ha. Sáng với tươi nó khác nhau nha. Đó, ok thì em lấy bông vàng 3 em chốt chị Hoàng Phạm. Bông kem 4 chốt chị Diệu Lâm. Một quần giả váy đen cho chị Cẩm Giang Lê size số 4. Rồi ok chị Thu Hồng Trần. Là em lấy cho chị. Ủa nhí hồng là nào ta? Nhí xanh nha, cái đó kêu là nhí xanh á. Một nhí xanh số 1, bộ vỏ đậu số 1. Rồi cho chị Thu Hồng Trần. Ok chị. Áo dài mặc lên mã bông kem nhìn nè. Ủa cái nhí hồng là cái áo dài nhí hồng đó. Cái này nè chị, em kêu là nhí xanh chứ phải nhí hồng đâu nha. Tại vì áo dài em còn một cái mã hồng nữa nên cái này em kêu là nhí xanh. Là chị lấy quần đen hay là sao? Chị lấy quần đen hay sao? Nếu mà chị lấy hai bộ thì mẫu này miễn ship nè. Mai gửi luôn khỏi gọi. Ok chị Diệu Lâm nha. Chị, là phải cái này không chị Thu Hồng Trần? Phải thì bấm giùm em là nhí xanh nha người đẹp ơi. Không phải nhí hồng đâu nha, nhí xanh giùm em nha. Rồi là chị lấy bộ là chị lấy quần đen hay sao? Để em còn biết đường em chốt nha. Ờ, nhí xanh. Rồi lấy quần đen hay sao chị? Lấy nguyên bộ là quần đen ha. Bông vàng 3 chốt chị Hồng Phạm. Quần đen. Rồi bộ 139 với bộ 220 là miễn ship đó Hồng Trần. Rồi em mặc lên mã bông kem giùm em mấy chị. Bông kem cho em nha. Rồi cho chị Diệu Lâm. Bông kem kèm size cho em từ 1 tới 6. Rồi cái này chốt lên cho em mã hồng nè mấy chị. Đó, cái này lên mã hồng cho em nha. Hồng phấn nè mấy chị ơi. Hồng phấn hả? Cái này mấy chị lên cho em mã nhí hồng đi. Rồi nhí hồng cho em cái kia nhí xanh, cái này nhí hồng nha. Bà ba em lên rồi chị, giờ em lên áo dài nữa là em xuống like á. Rồi lên mã nhí hồng giùm em ha. Dễ thương quá. Cái nào? Ờ, cho em mã nhí hồng mấy chị ơi. Nhí hồng size 1 tới size 6 cho em nha. Rồi lên em mã nhí hồng đi ha. Nhí hồng 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rồi lên mã nhí hồng giùm em mấy chị nha. Nhí hồng 1, 2, 3, 4, 5, 6. Chốt em mã nhí hồng. Rồi cái này chốt cho em là màu bông ngói đi mấy chị. Rồi cái này mấy chị chốt cho em mã họa tiết đi ha. Rồi cái này là mã họa tiết cho em. Không lấy quần đen có bớt không? Không lấy quần đen là không miễn ship nha. Một áo với một bộ sale không miễn ship em ơi. Rồi lên cho em mã họa tiết mấy chị ha, áo dài bông họa tiết giùm em nha.
Tại bộ dài cách tân là cái bộ hàng sale. Thôi nếu lấy một bộ dài với ghép vô bộ hàng sale đó thì chị miễn ship nha. Còn mà không lấy quần là không có đủ đơn miễn ship. Trời ơi, cái này lên đẹp mấy chị, chứ em mã họa tiết đi mấy chị ha. Họa tiết kèm size cho em. Họa tiết nó là màu cam cam ngói ngói á mấy chị. Ai? Chứ em mã họa tiết kèm size. Từ 1 tới 6 em mã họa tiết. Họa tiết 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lên mã họa tiết cho em nha. Rồi chốt cho em mã bông. Cái mã bông xanh dương. Bông xanh dương mấy chị. Nhí hồng 4 em chốt chị Diệu Lâm. Ok chị Thanh Hà, ba chị nha. Rồi bông xanh dương mấy chị ơi. Họa tiết mặc với quần váy màu ngói nha nhỏ nhỏ. Họa tiết đó là cái hoa nó là màu ngói, mặc với quần váy màu ngói, có quần váy màu ngói luôn. Rồi quần đen là em lấy quần váy hay em lấy quần bình thường thôi. Rồi bông xanh dương mấy chị. Lên mã bông xanh dương. Mã bông xanh dương cho em nha. Rồi cho em mã xanh dương đi mấy chị ơi, xanh dương. Nè, xanh dương cho em nha. Rồi xanh dương kèm size 1 tới 6. Rồi lấy cho mình quần ống xéo nha, ống xéo bình thường. Rồi lên mã hồng dâu giùm em mấy chị. Đòn riêu lên cái hồng dâu nè. Họa tiết 4 em chốt cho chị Diệu Lâm. Xem quần màu ngói đúng không? Rồi để em phối cho. Rồi cái này lên em mã hồng dâu. Hồng dâu nha mấy chị. Cái nền màu riêu phối hoa nè. Rồi chốt em mã hồng dâu. Hồng dâu kèm size cho em 1 tới 6. Màu ngói. Đây nha. Rồi hồng dâu có quần màu hồng dâu phối cho mấy chị luôn. Rồi chị nào chốt muốn chốt quần màu ha, đẹp chưa? Lên mã hồng dâu cho em nha. Rồi hồng dâu, đẹp lắm luôn mấy chị. Em đưa vô cho. Rồi lên mã hồng dâu cho em nè. Đó, màu quần đây nha. Chốt em mã hồng dâu chưa, muốn lấy nguyên bộ. Rồi hồng dâu kèm size. Rồi còn một bông nữa mấy chị. Một cái bông mã tim nữa cho em nè. Rồi áo này chốt lên cho em mã tim nha. Từ từ chị mặc cái mã tim này lên xong chị phối quần màu ngói chưa. Cái này nền kem lên cái hình trái tim gì nè mấy chị. Mấy chị chốt mã tim cho em nha. Hồng dâu 4 em chốt cho chị Diệu Lâm. Áo mặc cho em mã hồng dâu. Rồi cái này lên mã tim giùm em ha. Tim kèm size từ 1 tới 6. Áo 145 bộ 220 nha chị. Hai áo miễn ship. Rồi mã tim giùm em ha. Tim kèm size mấy chị ơi. Chốt giùm em mã tim size 1 tới size số 6. Rồi em lên đủ 10 bông rồi đó chị Diệu Lâm. Rồi mặc bộ ngói cho nhỏ nhỏ nè. Mã tim cho em nha. Rồi tim cho em size 1 cho tới size số 6. Rồi phối cho mình bộ màu ngõ nha. Đây. Chị nào chốt nguyên bộ ngõ thì bấm bộ ngõ. À, bộ họa tiết giùm em. Còn chốt áo họa tiết thì bấm áo họa tiết nha. Rồi chị nào chốt bộ họa tiết thì lên bộ họa tiết cho em. Mã tim em chốt cho chị Diệu Lâm. Rồi bộ họa tiết hoặc áo họa tiết giùm em mấy chị. Quần đen chị lấy ống gì Ngọc Lan. Chị lấy mà ống váy là 85k một áo ha. Rồi mã họa tiết ha. Chốt họa tiết lên giùm em mã họa tiết. Họa tiết giùm em nha. Rồi lên mã họa tiết cho em nè. Rồi cảm ơn chị Diệu Lâm nha. Mã tim em chốt chị Diệu Lâm. Rồi chấm like giùm em mấy chị. Được chưa? Cái bộ này lên cho em là áo họa tiết hoặc bộ họa tiết cho em ha. Xem lại nhí hồng.
Dí hồng này chị, dí hồng chị phối với cái quần em đang mặc cũng đẹp nha. Cái tông nó gần gần giống nhau, mình phối được hết. Rồi nhí hồng nè, em mặc lại nhí hồng với quần nè. Cảm ơn chị Diệu Lâm nha chị, lâu quá trời mới ghé shop em luôn á. Lâu quá trời luôn, chị vô dạy hình như bận rộn hay sao, không thấy chị coi like. Rồi nhí hồng nè, em mặc lại nhí hồng. Bộ áo em mặc là mã họ tiết nha. Rồi nhí hồng nè, nhí hồng phối với quần em đang mặc cũng hợp á, mấy chị cũng đẹp nha. À không lấy màu bơ thôi, em lấy cho chị luôn màu xanh dương. Ok chị Diệu Lâm. Rồi nhí hồng nè, đó, phối với quần này cũng đẹp mấy chị. Đẹp lắm luôn chị Hồng Phạm, lấy bộ này đi chị. Lên mã nhí hồng cho em nha. Quần ống rộng thì 75 chị, còn quần ống váy 85 nha chị Ngọc Lan. Ok chị Diệu Lâm, lâu lâu vô ủng hộ một bữa. Mê luôn, ghiền luôn. Rồi đây nhí hồng, nhí hồng. Rồi ai chốt gì nữa không, em xuống like đó chị ơi. Em chốt chị Hồng Dâu nè, Tinh Dương nè, Tiên Họa Tiết. Rồi cho chị Diệu Lâm. Mai em gửi luôn, khỏi gọi ha. Chị Diệu Lâm ơi, gửi luôn cho chị nha. À vậy hả? Sao chị không nói? Cái này em có, vừa bữa giờ em like hàng sale không à. Đây đây không có lên đó. Tại cái lô này em về em like cho mấy chị là để mấy chị mặc 20 tháng 10 nè. Rồi nhí hồng ba em chốt cho chị Hoàng Phạm. Nhí hồng ba chị Hoàng Phạm. Bộ em mặc lại lên trên mã nhí hồng ha. Nhí hồng nhìn em nha. Ok chị Diệu Lâm, cảm ơn chị Diệu Lâm nhiều nha. Rồi nhí hồng ba em chốt chị Hoàng Phạm. Rồi còn ai chốt gì nữa không, em đi ngủ mấy chị ơi. Em xuống like. Cảm ơn mấy chị mình nhiều ha. Nhí xanh, nhí xanh 2 em chốt cho chị Minh Thùy. Ok cảm ơn chị Diệu Lâm. Nhí xanh 2 cho chị Minh Thùy. Em mặc là mã nhí hồng ha. Nhí xanh. Rồi nhí xanh 2 chị Minh Thùy. Nhí xanh 2, cái áo này chị nào thích phối quần á, phối lên cái quần màu hồng như này hoặc là cái quần màu xanh lá rất là đẹp. Gửi luôn khỏi gọi. Ok chị Minh Thùy. Rồi em cảm ơn mấy chị mình nhiều nha. Chúc mấy chị ngủ ngon. Bye bye cả nhà mình ha.